Và các em đến với buổi live chữa sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy Minh. Và ngày hôm nay thầy Minh sẽ chữa cùng với chúng ta chữa 500 câu lý thuyết hay thi. Trong này thì sẽ gồm hai phần, một phần là 250 câu hữu cơ và phần thứ hai là 250 câu vô cơ. Chính vì vậy nên là cái phần mà sách 2000 câu lý thuyết hay sai này là cái sách mà để giúp cho chúng ta luyện phản xạ lý thuyết hóa học, tăng cái tốc độ mà giải bài. Và rất nhiều bạn đã làm được điều này khi mà ở học sinh lớp offline của thầy Minh, thì các bạn đa số các bạn đã giải được là làm 32 câu đầu chỉ trong vòng 10 đến 15 phút. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh bằng cách là chia sẻ buổi học này lại và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Rồi, chiến đấu. Thầy Minh quê Thái Bình. Let's go. Rồi, let's go. Chiến đấu nhá, chiến đấu hết 500 câu mới được nghỉ nhá. Chiến đấu hết 500 câu mới được nghỉ nhá. Rồi. Let's go ạ. Hello. Bắt đầu các em nhá, bắt đầu nhá. Câu số 1 ạ. Thầy Minh rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án nhá. Các bạn cùng comment đáp án, bởi vì là một lần sai là một lần nhớ, các bạn đừng sợ sai. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần mình nhớ cả đời. Đúng không ạ? Nung nóng FMH 3 lần đến khối lượng không đổi thu được chất rắn này. Rất nhiều bạn có sách rồi. Nhờ, rất nhiều bạn học sinh thấy mình có sách rồi. À, có bạn không nhìn thấy. Đấy, hết mà, full mà. Thầy phải mượn điện thoại của vợ thầy để like cho các em xem đấy, nên là nhìn full là chắc chắn mà. Đun nóng FeH 3 lần có khối lượng không đổi thu được chất rắn là chắc chắn là Fe2O3 đúng không? Nung nóng đến khối lượng không đổi mà. Nên câu 1 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Rất tiếc thầy Minh vừa nhìn thấy, về mình vừa tia thấy có một bạn chọn C ấy. Rất tiếc dành cho em ạ, một lần sai là một lần nhớ, sai một lần là nhớ cả đời nhá. Rồi, câu số 2 ạ. Các loại phân lân, bạn lưu ý này. Các loại phân lân thì có thể cung cấp cho cây trồng nguyên tố nào? Nào, các loại phân lân thì có thể cung cấp cây trồng nguyên tố nào? Các loại phân lân thì có thể cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì ạ? Nguyên tố gì các em nhỉ? Nguyên tố phosphor, đúng rồi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Đấy, thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A, rất tốt. Thầy chào Quang Ngọc Phan nhá. Thầy chào Đoàn Tấn Bình. Đấy, tất cả các bạn học sinh lớp offline và online, hôm nay là một ngày hội dành cho tất cả các bạn học sinh lớp offline và online của thầy Minh. Ok ạ. Sao cái này? Đợi thầy xíu. Con này như nó đang bị lỗi. Ok. Quay lại đi em. Rồi. Thi thoảng nó hơi bị ngáo tí. Nào, câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 3 các em nhá. Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì nào? Ok ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất ạ? Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất thì nó là wolfram các em nhá. Chính vì vậy nên wolfram được sử dụng làm dây tóc bóng đèn, đúng chưa? Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây là muối axit? Các bạn cần phải lưu ý ạ, muối axit là muối mà anion gốc axit còn H, đúng không? Anion gốc axit còn H, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 5 là các em. Câu số 5 ạ, khẩn trương ạ, câu số 5 ạ, phải thật nhanh. Làm sao các bạn lại comment nhanh hơn thầy? Tối nay là một buổi mega live, chúng ta chữa 500 câu lý thuyết hay sai, trắc nghiệm lý thuyết vô cơ và hữu cơ. Chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch HCl? Tác dụng đối với dung dịch HCl nhé, thì nó chỉ có thể là AlOH 3 lần thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu số 6. Chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch KHCO3? Thì các bạn phải lưu ý cho thầy Minh này. KHCO3 thì trong này có anh anion HCO3 trừ. Anh anion HCO3 trừ này là nó có tính lưỡng tính đúng không? Và do nó có tính lưỡng tính nên nó sẽ phản ứng được với cả axit và cả kiềm. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nó tác dụng được với HCl nhá. Câu 6, đáp án C. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 6, đáp án C ạ. Phải comment thật nhanh. Ok. Câu 7 ạ. Comment sao nhanh hơn cả thầy nhá. Cố gắng phấn đấu làm sao comment nhanh hơn cả thầy ạ. Câu số 7 ạ. Nguyên tố chrome có số xóa dương 3. Bạn lưu ý ạ, dương 3. Thì đây, đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ. Tất cả những cái câu này đều được thầy Minh lấy trích từ các cái đề thi thử và trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy, để cho các em có một cái sự trải nghiệm tốt nhất khi mà chúng ta làm bài. Câu số 8 ạ. Vào mùa đông, mình làm những câu này thì mình phải gạch chân từ khóa các em nhé. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây? Nhiều người khởi sử dụng sưởi ấm bằng bếp than, than là carbon, đúng không? Vậy khí độc thì nó là G, CO. Quá dễ dàng đúng không? Câu số 9 ạ. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Các bạn lưu ý nhé. Cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng nó không phản ứng với nhau đúng không? Cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng nó không phản ứng với nhau. Vậy này,
Anh này bazơ với acid là có nhá. Anh này là lưỡng tính với lại kiềm là có. Đúng chưa? Anh này nhôm 3 cộng với NH3 thu được kết tủa AlOH 3 lần là có tiếp. Vậy vậy cùng tồn tại trong một dung dịch là gì? Không phản ứng với nhau là gì các em ạ? Câu số 10 ạ. Câu số 10. Câu số 10 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh nhá, khẩn trương các em nhá, comment đáp án liên tục nhá. Đây ở đây chúng ta đang luyện phản xạ hóa học. Đấy. VIP hơn cả luyện não sáng sớm. Luyện não sáng sớm chúng ta bình thường chỉ có 57 câu đến 60 câu thôi. Còn ở đây chúng ta tối nay là mega live 500 câu. Làm xong là khủng hóa luôn. Câu 10 ạ, kim loại Fe thì không phản ứng với dung dịch nào? Kim loại Fe thì không phản ứng với dung dịch nào? Fe chắc chắn tác dụng HCl, tác dụng với bạc cộng, chắc chắn đẩy đồng. Vậy không phản ứng với gì? NaNO3. Câu 11 ạ, hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Câu 11 ạ, hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Anh nào có tính lưỡng tính ở các em? Lưỡng tính là CrOH 3 lần đúng không? Hydroxit lưỡng tính. Quá ngon lành, quá ấm áp, quá xịn sò. Câu 12 ạ, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất? Anh nào có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất ạ? Anh nào nhiệt độ... Ui, thế mình nhìn thấy có bạn comment đáp án 12G này. Buồn quá. Không sao đâu các em. Sai một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Đi thi là không bị sai nữa nhá. Nóng chảy thấp nhất của chúng ta đó là CHG. Bởi vì HG của chúng ta tồn tại ở điều kiện thường, nó là thể lỏng nhá. Câu 13, cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành màu gì ạ? Cho vài giọt quỳ tím nhá vào dung dịch NH3. Ở đây có rất nhiều team học sinh nhà thầy Vinh đang nhiệt tình comment. Đấy, tiên dư tất cả các bạn và các em nhá. Câu 13, cho vài giọt quỳ tím vào NH3 thì dung dịch chuyển thành màu gì? Thì quỳ tím chúng ta là acid thì chuyển thành màu đỏ, bazơ thì chuyển thành màu xanh. Đừng bạn nào bị lác cho chuyển thành màu hồng nhá các em nhá. Câu 14 này, dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3? Thì CaCO3 của chúng ta nó là muối, đúng không ạ? Nó là muối thì nó sẽ bị hòa tan trong acid. Đấy, vậy dung dịch mà hòa tan được CaCO3 đó là HCl. Ấm áp kèm nhá, ấm áp nhá. Quá xịn luôn. Câu 15 nào, kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? Kim loại nào phản ứng với dung dịch NaOH? Thì để mà phản ứng với NaOH của chúng ta thì nó chỉ có thể là anh Al thôi. Anh Al phản ứng với NaOH thì sẽ tạo thành NaLO2 cộng H2. Câu 16 á, chất nào sau đây là muối axit? Như thầy mình đã phân tích từ trước thì muối axit là muối mà anion gốc axit của nó còn H. Vậy nó chỉ có thể là C. Câu 17, một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều trong vụ cháy là do bị nhiễm độc khí X. Vậy khi vào cơ thể thì khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Vậy khí X của chúng ta nó chỉ có thể là CO mà thôi. CO, đấy, nó kết hợp với hemoglobin, nó làm giảm khả năng vận chuyển của máu. Các bạn lưu ý nhá. Câu 18. Thầy đang cho các em làm cái đề 2018 là một trong số những cái đề mà khó nhất từ trước đến nay. Để cho các bạn cảm nhận được là độ khó của nó, để cho các bạn phòng trừ được, để cho các bạn là nếu mà vào phòng thi mà gặp cái đề khó như thế thì mình vẫn giải được. Nghe nhở? Câu 18 ạ, cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng nó không phản ứng với nhau, đúng không? Vậy này, anh này là KaCO3 phản ứng với HNO3 để tạo thành gì ạ? Để tạo thành CO2, có phản ứng này. OH trừ cộng Mg2 cộng tạo thành MgOH lần, có phản ứng này. NH4 cộng cộng OH trừ tạo thành NH3 này, có phản ứng này. Vậy cùng tồn tại trong một dung dịch là đáp án A. Nhá, tất cả các bạn có sách, các bạn làm rồi, các bạn phải check lại để xem các bạn đúng hay sai nhá. Câu 19 ạ. Số chất mà phản ứng được với dung dịch FeNO3 2 lần, hãy cẩn thận FeNO3 là 2 lần. Tại vì FeNO3 2 lần chúng ta sẽ có ion Fe2 cộng và NO3 trừ. OH trừ có để tạo nên kết tủa FeOH 2 lần. Cu không, bởi vì Cu không tác dụng với Fe2 cộng. Nhưng HCl có, tại vì HCl cung cấp H cộng, NO3 trừ coi như HNO3. Sắt 3 cộng của chúng ta nó còn có tính khử nhá. Sắt 3 cộng của chúng ta nó còn có tính khử. Vì vậy nên Fe2 cộng NO3 trừ H cộng sẽ lên Fe3 cộng cộng NO cộng H2O nên có. Fe2 cộng chắc chắn tác dụng HNO3. Fe2 cộng chắc chắn tác dụng với bạc cộng để tạo thành Fe3 cộng cộng với lại bạc. Mg đẩy được Fe. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta có 4 ảnh kèm nhá. 4 ảnh với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án 19, đáp án B. Và B ạ, B đúng không ạ? Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì các bạn đã chọn phải đáp án sai. Nhá, một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Đáp án chính xác của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5 cơ ạ. 5, đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án C cơ các em ạ. Nhá, C ạ. 20 ạ, chất nào sau đây là muối trung hòa?
đi thi hoàn toàn chúng ta rất dễ bị đếm sai mà, đúng không? Nào, câu 20 ạ, chất nào sau đây là muối trung hòa? Này ráp hóa mà, chất nào sau đây là muối trung hòa? Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit của nó không chứa H nhá. Vậy này, không thể anh này, không thể anh này, không thể anh này. Đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? Ở map chưa? Câu 21, dung dịch chất nào sau đây hòa tan được ALOH 3 lần? ALOH 3 lần của chúng ta nó là hydroxit lũng tính các em nhá. Và hòa tan được ALOH 3 lần thì nó sẽ có thể là H cộng và có thể là OH trừ. Vậy ở đây đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. H2S4 thì hòa tan được ALOH 3 lần. Quá ấm áp, quá dễ dàng luôn. Câu 22 ạ. Dung dịch Na2CO3 thì tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Câu 22, dung dịch Na2CO3 thì tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Khẩn trương nào các em, phải thật nhanh thì mới thắng được nhá. Phải thật nhanh thì mới thắng được. Nào, câu 22 ạ. Na2CO3 thì chắc chắn nó tác dụng với CaCl2 để nó tạo thành kết tủa CaCO3 nhá, ấm áp luôn. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu 23. Nào 23 các bạn chọn đáp án gì nào? Khẩn trương ạ. 23. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen, nhớ là màu đen xì nhé. Khả năng lọc không khí, đá vôi màu trắng, muối ăn không màu, than hoạt tính màu đen, thạch cao màu trắng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Quá đơn giản, quá dễ dàng luôn các em nhỉ. Cảm ơn tất cả bạn đã nhiệt tình theo dõi, comment cũng như thả tim. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Cái việc mà các em mà comment nhiệt tình cũng như là chia sẻ lại buổi học này, đấy là một cái nguồn động lực để Thế Minh có thể thực hiện các buổi mega live chiến đấu cùng với các em. 2K6 năm nay là năm cuối cùng sách giáo khoa rồi. Thầy Minh sẽ cố gắng chiến đấu hết sức với các em đến ngày cuối cùng, trọn vẹn để độ cho các em thi đỗ đại học nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Ok chưa? Lịch live là Thầy Minh sẽ live hàng sáng, sáng nào cũng 5:15, live liên tục lý thuyết sáng sớm. Hôm nay Thầy Minh live đến ngày 22 rồi, mai Thầy Minh sẽ live đến ngày 23. 24 ạ, dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với F2 bạn? Dung dịch, dạy free mà, thầy dạy free mà. Bây giờ thầy có bán khoa học nào đâu, dạy free. Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3? Không phản ứng Fe2O3 nhé, NaOH là không phản ứng Fe2O3. 25, kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? Cứng cao nhất các bạn nhớ cho thầy là crude nhá. Cứng cao nhất là crude, các bạn nhớ chưa? Cứng cao nhất là crude, CR. 26 ạ, số oxy hóa, câu 26 ạ. Số oxy hóa của anh chrome, chrome trong này là dương 6 đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. 27. 27 phải thật nhanh ạ. Sao cái này hôm nay nó cứ bị làm sao nhỉ? Con này chưa crack rồi, thầy chưa kịp crack nó. Mai crack vậy. Các bạn chịu khó nhỉ. Chưa kịp crack nên nó thế đấy. Nó ảo ma Canada vậy. Nó cứ đòi phải crack đây, ơ cao đây. Đấy. Tí crack sau. Tí crack sau. Ok ạ, nào các bạn cùng comment đáp án câu 27 ạ. 27 đáp án gì ạ? 27 đáp án gì ạ? 27 nào các em? 27 đáp án gì ạ? Khẩn trương ạ, phải thật nhanh. 27 ạ. 27 nào. Trong các cặp chất sau, số cặp xảy ra phản ứng trong dịch thu được kết tủa nhé các bạn nhé. Thu được kết tủa nhé. Na2CO3. Na2CO3 và BaCl2 thu được kết tủa. Kết tủa là kết tủa BaCO3. NaCl và BaNO3 hai lần không thu được kết tủa. NaOH và H24 không thu được kết tủa. H3P4 và AgNO3 không thu được kết tủa. Nhưng rất nhiều bạn bị nhầm cái này. Rất nhiều bạn bị nhầm bảo là nó tạo thành kết tủa Ag3PO4. Nhưng các bạn lưu ý, kết tủa Ag3PO4 là ít tan và nó không tồn tại trong dung dịch axit mạnh. Nên nếu giả sử như tạo thành Ag3PO4 thì cộng với HNO3 thì Ag3PO4 bị tan cho HNO3. Chính vì vậy nên câu 27 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhé. Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đáp án D ạ. Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D ạ. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, đâu có bị che nữa đâu. Ngon rồi mà. Đâu che đâu. Chẳng che gì. Câu 28 ạ. Câu 28 ạ. Nào, 28 nào các em. 28 ạ. 28 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh nhá, phải thật nhanh. Thầy chào Lê Viết Trường. Hello em. Úi dồi, Trường là học sinh có 99 của thầy ạ. 99 vào học. Nay mega live là 500 câu. Được chưa?
Nay Mega Live là 500 câu. Ấm áp kèm nhá. Câu 28 ạ. Câu 28 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 28 ạ. 28 nào. 28 ạ. 28 ta có này. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học ạ. Số thí nghiệm xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học nhá. Các em lưu ý nhá. Ăn mòn điện hóa nhá. Ăn mòn điện hóa thì nó phải thỏa mãn điều kiện là hai điện cực khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy này, gang là Fe và C. Đúng chưa? Đúng, ăn mòn điện hóa. Fe và Fe 3 cộng là không. Sai. Nhôm vào đồng, đúng. Fe vào đồng, đúng. Nhôm vào sắt, khí Cl2 khô, không được. Vậy mình chỉ có 1, 2, 3 anh là ăn mòn điện hóa thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Trong này có bài tập mà. Thầy chào Ngô Anh Tuyết nhá. Hello. Khẩn trương comment đáp án phải thật nhanh các em ạ. Câu 29 à. Chất nào sau đây là muối axit? Úi dồi ôi, nói nhiều lắm rồi. Chất nào sau đây là muối axit nào các em? Chất nào sau đây là muối axit ạ? Chất nào sau đây là muối axit ạ? Các bạn cùng comment đáp án thầy mình coi nào. Chất nào sau đây là muối axit? Đấy. Tốc độ phải nhanh hơn, tay nó phải nhanh hơn não để mình luyện phản xạ nhá. Quan trọng nhất ở đây là thầy trò chúng ta là luyện phản xạ hóa học. Đấy, tốc độ nó phải thật nhanh. Tốc độ phải thật nhanh. Đợi tí thầy sinh huynh và... Ơ, nó còn không cho luôn. Bọn này liều thế. Nó còn không cho luôn ạ. Nó bắt đăng nhập nhưng nó không cho. Chắc tại do mình đang dùng à. Đây nó không cho. Rồi. Ta có ạ. Câu 29 ạ. Chất nào sau đây là muối axit ạ? Nào 29 ạ. Chất nào sau đây là muối axit? Chất nào sau đây là muối axit ạ? Gì ạ? NaHS4 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 30 ạ. Cho vài giọt phenol phtalin. Cho vài giọt phenol phtalin vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành màu gì? Thì phenol phtalin nó là chất chỉ thị nhá. Phenol phtalin nó là chất chỉ thị. Chất chỉ thị gì ạ? Chất chỉ thị gì ạ? Nó là chất chỉ thị gì ạ? Nó là chất chỉ thị gì nào các em? Phenol phtalin ạ. Nó là chất chỉ thị với như anh kiềm. Thì khi mà vào dung dịch kiềm thì phenol phtalin của chúng ta sẽ chuyển thành máu hồng. 30 đáp án C các em nhá. 31 ạ. Chất nào sau đây 31 ạ. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH? Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH? Không tác dụng nhá. Fe2 cộng tạo thành kết tủa FeH2 lần. CO2 cộng tạo thành kết tủa COH2 lần. Mg2 cộng tạo thành kết tủa MgOH2 lần. Vậy không tác dụng là D. Không tác dụng là D. KNO3. Câu 32. Câu 32. Các bạn đợi thì xíu để thầy chỉnh lại cái này phát. Ghét quá nhỉ. Hơi bị ghét luôn. Để thầy chỉnh lại cái này. Bạn đợi thì xíu. Chỉnh lại con này. Nó cứ bị out out vào ấy. Nó không cho copy. Không cho copy paste luôn. Bạn đợi thì xíu ạ. Con này nó đang bị hơi ngáo tí. Rồi. Cho copy paste rồi. Nó đang bị hơi ngáo tí các em ạ. Đấy, thầy mình chỉnh lại tí nhá. Các bạn đợi thầy xíu. Nó đang bị có vấn đề đi. Login này. Ok này. Xong này. Ấm rồi. Chiến tiếp rồi. Tại vì là lúc dậy nó cứ kiểu kiểu. Nó cứ ghét ghét. Đấy. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Ok nhá. Đúng rồi thầy Minh Myelin. Chính xác. Các em có thể tìm thầy ở mọi nơi. Câu 32 ạ. Ấm áp rồi nhá. Giờ thoải mái. Giờ thoải mái thầy trò chém gió với nhau thoải mái luôn. Câu 32 ạ. Ở nhiệt độ thường ạ. Câu 32. Ở nhiệt độ thường thì anh kim loại. File đề thì để trên Facebook mà. Phở bò. Chết nói nhầm. File đề để trên phở bò nhé. 32. Ở nhiệt độ thường kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào?
Ở nhiệt độ thường thì kim loại Fe của chúng ta phản ứng được với cái anh dung dịch là Cu, Fe cộng Cu2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Câu 33. Câu 33, 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? 33. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện là tốt nhất? Bộ đội Việt Nam đúng không? Vậy kim loại dẫn điện tốt nhất của chúng ta nó là Ag các em nhé. Kim loại dẫn điện tốt nhất chúng ta là Ag. Câu 34. Câu 34. Nguyên tố crom có số xóa dương 6 trong hợp chất nào sau đây? Số xóa dương 6 nào, dương 6 thì nó là gì ạ? Na2, Cr2, ClO4. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nhá, 34 đáp án B các em nhá. Ngon chưa? Hôm nay thì mình mega live stream chữa 500 câu lý thuyết dễ xài. 250 câu vô cơ, 250 câu hữu cơ. Câu 35 ạ, kim loại nhôm không tan trong dung dịch nào? Kim loại nhôm nhá, không tan trong dung dịch nào sau đây thì nhôm sắt crom bị thụ động trong HNO3 đặc nguội, nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Câu 36. Câu 36. Cho các chất, số chất mà phản ứng được với dung dịch NaOH. Các bạn lưu ý nhá. Số chất mà phản ứng được với dung dịch NaOH. Khó đấy. Fe0, CrO3 có, Fe2 cộng có, Fe2 cộng có, CrO3 3 lần có, Na2CrO2 7 có. 1 2 3 4 5. 5 cháu. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các bạn. Câu 37. Câu 37 ạ, phải thật nhanh nhá các em. Phải thật nhanh. Comment làm sao phải nhanh vào, luyện phản xạ mà. 37. Phương trình gương thu gọn. Bạn nhìn kỹ thuật làm nhá. Anh A có, anh B này, M có 2 lần, kết tủa không được. H3O4 chất điện ly yếu không được. NH3 khí không được, vậy chỉ có một anh thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 30 D chứ. Ui dồi, nhiều bạn chọn A chưa kìa. Rất nhiều bạn đã bị lừa. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần là mình nhớ cả đời luôn kìa. Câu 38. 38 nào, 38 các bạn cùng comment đáp án xem là câu 38 đáp án gì ạ? 38 ạ. 38 ạ. Các bạn về mở sách ra nhá, mở sách ra chiến thầy luôn nhá. Câu thu học của sắt 3 clorua FeCl3, đáp án chính xác là đáp án C. Câu 39 ạ. Câu 39 ạ. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường thì nó chỉ có thể là Na. Na là anh kim loại tan trong nước ở điều kiện thường, 39 đáp án A. 40. Crom tác dụng với lưu huỳnh. Ui câu này hay này. Crom tác dụng với lưu huỳnh đun nóng thì thu được sản phẩm nào? Crom tác dụng với lưu huỳnh đun nóng thu được sản phẩm nào? Úi giời, nhiều bạn bị lừa lắm. Đấy, biết ngay mà. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Nhớ cả đời luôn, đúng rồi. Đáp án chính xác đáp án A, thu được Cr2 S3. 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? Không tan nhá. Lưu ý cụm từ nhá. Không tan trong dung dịch HCl nhé. Thì nó là Ag. Ag là không tan trong HCl. Ấm chưa? 42. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? Khử chua đất trong nông nghiệp thì đất bị chua ấy, đó là do nó bị nhiễm tính axit. Thế thì khử chua đất trong nông nghiệp thì đó chúng ta sẽ sử dụng một thằng có tính kiềm, đó là CaO. 43. Chất dễ cháy trong khí bioga thì nó chỉ có thể là CH4 mà thôi. Đáp án A. 44. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? 44 ạ. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Thủy luyện thì chuyên được sử dụng nhá. Thủy luyện thì chuyên được sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng sau nhôm. Đáp án đúng là đáp án gì ạ? D, Cu. 45. Dung dịch nào, chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? AlOH 3 lần chúng ta là hydroxit lỏng tính. Và là một anh hydroxit lưỡng tính nên nó sẽ bị hòa tan bởi axit hoặc kiềm. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 46. Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí? Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí? Thì Na2CO3 và KOH là 0 nhá. NH4 cộng NH4Cl3G NO3 0 nhá. Anh này cũng 0. Khí ở đây NH3. Do OH trừ cộng NH4 cộng tạo thành NH3. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 47. Câu 47. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3? Lưu ý nhá. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc phản ứng ạ? Phải thật nhanh. Thế mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án cũng như là chia sẻ buổi học này của thầy Lại Về Tường. Cái việc mà các em nhiệt tình theo dõi cũng như chia sẻ buổi học này chính là cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy mình có thể thực hiện liên tục các buổi mega live cùng với các em và có thể dậy sáng sớm chiến đấu cùng các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em rất nhiều.
Và rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy nhiều hơn nữa bằng cách là comment đáp án thật nhiều hơn nữa. Cảm ơn các em nhá. 47 ạ. Thí nghiệm nào sau đây thu được mối sắt 3? A không được, B càng không, C cũng không, chỉ có D thôi, mình thu được mối là mối FeCl3. Đúng không ạ? 48 ạ, thì đến đít rồi, thì đến mông rồi. Giờ không học thì còn bao giờ học nữa. Lịch lai là sáng nào cũng vậy, 5 giờ 15. Câu 48 ạ, thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học? Ăn mòn điện hóa nhé. Hai điện cực khác nhau, A không được, B có, chọn B luôn. Đúng không? Hai điện cực là Zn và Cu. 49. Chọn bột kim loại X với bột oxy sắt. Chọn bột kim loại X với bột oxy sắt. Gọi là hỗn hợp tecmit để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Vậy kim loại X thì nó là nhôm rồi. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Quá dễ. 50, 1 phần 10 quãng đường tối ngày hôm nay của chúng ta. Nào. 50 ạ. 50 ạ. 1 phần 10 nhá. Nào 50 này. 1 phần 10 quãng đường của chúng ta 50. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Trong công nghiệp ạ. Kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Thì nó là ánh nào? Mg đúng không? Sao? 51. 51 ạ. 51 các bạn chọn đáp án nào? Phải thật nhanh nhá. Làm sao cố gắng phấn đấu nhanh hơn thầy mình. Chất nào sau đây tác dụng với Ba hóa là lần tạo thành kết tủa? B. Ta sẽ thu được kết tủa là kết tủa BaCO3. 52. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit? Thì nguyên nhân gây ra mưa axit là SO2 và NO2. Đáp án đúng là đáp án C. 53. Fe tác dụng với hạt NO3 đặc nóng thì ta thu được khí X có màu nâu đỏ. Vậy màu nâu đỏ này nó là do gì? NO2 các em nhá. Ráp hóa học đấy. Ráp hóa học, ráp hóa học. Câu 54 ạ. Ok, bị khuất thể chỉnh lại rồi. 54. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl tạo ra chất khí? HCl mà tạo ra khí thì nó chỉ có thể là Na2CO3. Chúng ta sinh ra khí là khí CO2 nhá. Sinh ra khí là khí CO2. 55. Công thức hóa học của natri dichromat, natri dichromat là A Na2CO2O7 đúng không? Quá dễ dàng, quá xịn sò, quá chính xác. Câu 56 ạ. 56 đáp án gì các em ơi? Nhanh tay lên. Tay phải thật nhanh. Đúng không ạ? Sách này thì ai cũng có rồi. 56 phát biểu nào sau đây là sai? Kho của thầy Minh cháy hàng sách này rồi. Phát biểu nào sau đây là sai? Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch. Cu làm sao ăn được Fe2+ đúng không? Cu không ăn được Fe2+. Sai. Al tác dụng với NaOH đúng. Khối lượng riêng nhỏ nhất Li-ti đúng. Kim loại cứng nhất Cr đúng. Vậy đáp án sai là đáp án A. Ấm áp luôn nha. Ấm áp luôn, quá ấm luôn. Rồi ạ, câu 57 ạ. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là bao nhiêu trường hợp sau đây xảy ra phản ứng hóa học kem? Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học ạ. Fe cộng Fe3 cộng có, Fe đẩy được Cu có, Fe đẩy được 3 có, Fe không ăn MgCl2. Ba cháu, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. 58. Số phát biểu đúng này. Đấy, có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh. Comment liên tục. FeS4 và H24 làm mất màu dịch KMnO4 đúng chính xác nhá. Fe23 có trong tự nhiên với dưới dạng quặng hemantit hoàn toàn chính xác H2 chân. CrOH3 lần tan trong dịch axit mạnh và kiềm chính xác. CrO3 là oxit axit tác dụng với nước chỉ tạo ra một axit là sai, tạo thành hai axit H2CrO7 và H2CrO4. Vậy mình có 1 2 3, 3 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Là đáp án A các em ạ. Nào, câu tiếp tục. Câu 59. Crom 6 oxit CrO3 có màu gì? Nào, crom 6 oxit CrO3 có màu gì? Thì nó có màu gì ạ? Màu đỏ thẫm các em nhé. Màu đỏ thẫm nhé. Đáp án đúng là đáp án B. Đây, có bạn hỏi. Ui dồi, khổ lắm. Nhiều bạn không tìm thấy. Thầy bán phở. Đây. Ok chưa? Câu 60. Một mẫu khí thải công nghiệp chứa các khí. Để loại bỏ các khí một cách hiệu quả nhất thì có thể dùng dung dịch nào sau đây? Thì ta lưu ý rằng là các cái khí thải này đa số nó là các khí thải mà có tính axit. Thì để loại bỏ các cái khí thải mà có tính axit thì chúng ta sẽ đi sử dụng các anh dung dịch kia nhá. Vậy ở đây ta sẽ sử dụng là gì ạ? CA3 lần C. 61.
Kim loại dẫn điện tốt nhất. Nào, 61 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại dẫn điện tốt nhất? Kim loại nào sau đây là kim loại dẫn điện tốt nhất? Nào, dẫn điện tốt nhất là gì ạ? Bộ đội Việt Nam bạc. B. Câu 62. Câu 62 ạ. Nào, 62 là phải khẩn trương lên, phải nâng cao tốc độ lên, phải thật nhanh nhá. Phải thật nhanh không là sai. Quan trọng của chúng ta ấy, cái việc quan trọng nhất của chúng ta ở đây đó là làm sao mà thầy trò chúng ta ấy vừa làm nhanh mà lại phải vừa chính xác em ạ. Cái điều này rất quan trọng nhá. Vừa nhanh mà lại phải vừa chính xác. Đấy mới là cái điều quan trọng nhá. Và đấy cũng là điều mà thầy mình muốn nói với các em trong cái kỳ thi sắp tới. Nên các bạn phải hết sức cố gắng chiến đấu. Chúng ta chiến đấu vì màu cờ, chúng ta chiến đấu để chiến thắng. Kim loại sắt bị thụ động thì bởi dung dịch HNO3 đặc nguội, đúng không? Nhôm sắt chrome bị thụ động nhá. Câu 63, dung dịch nào sau đây tác dụng với kim loại Cu? 63, dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu? 63, tác dụng được với kim loại Cu thì gì nhỉ? HCl không? H4 loãng không? Cam H không? Đáp án đúng đáp án B, bỏ. B, bỏ. Câu 64, quặng nào sau đây có thành phần chính? Nào, quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3? Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3? Thì đến mông rồi. Giờ không học thì bao giờ học? Quặng bauxit, đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Câu 65, ở nhiệt độ thường. Câu 65 ạ, ở nhiệt độ thường, dung dịch BaHCO3 lần tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Lưu ý BaHCO3 lần chắc chắn ăn được Na2CO3 để thu được kết tủa của chúng ta, đó là kết tủa BaCO3 các em nhá. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 65 đáp án D. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 65 đáp án D. Nhiệt liệt hoan nghênh các em nhá. Nào, tiếp tục nào, phải khẩn trương nữa. Câu 66. Cho hỗn hợp gồm ZN, MG và AG vào dung dịch CuCl2 sau khi phản ứng sẽ hoàn toàn thu được gồm 3 kim loại, thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Vậy đầu tiên là bạc, sau đó đến đồng, rồi đến kẽm. Bởi vì khi nào bạc cần mua mà dê đứng trước, đáp án chính xác của chúng ta. Câu số 66 của chúng ta đó là đáp án gì? 67. 67 ạ. 67 nào các em. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? 67 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là chia sẻ buổi học này lại về tường. Các bạn hãy giúp thầy Minh chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đây là một buổi học free. Đây là một buổi học free các em ạ. Thầy Minh mega like chiến 500 câu với các em. 67. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Lưu ý nhá. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Không xảy ra. BaS4 không tan trong HCl. A luôn. 68. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch H4 loãng thì đó là kim loại đứng trước HCu, đứng sau HCu. Câu 69 ạ. Câu 69. Úi, các bạn làm chậm hơn cả thầy kìa. Các bạn làm chậm hơn cả thầy ý. Câu 69, kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? Vậy thì cái kim loại đấy nó phải đứng sau nhôm, nên đáp án đúng là đáp án B. 70, thành phần chính của muối ăn A, NaCl. Ấm áp luôn. 71 ạ. 71 ạ. Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính cứng vĩnh cửu thì ta có Na2CO3, Na3P4 làm mềm mọi loại nước cứng, đúng không? Đáp án chính xác là đáp án C. 72, dung dịch nào sau đây hòa tan được CrH 3 lần? 72 ạ. Dung dịch nào sau đây ạ hòa tan được CrH 3 lần? CrH 3 lần là thằng mà có hydroxit lũng tính. Nó có tính lũng tính các em ạ. Vậy thì kiềm hay là axit thì đều hòa tan được nó. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 73. Công thức hóa học của sắt 3 oxit là? Công thức hóa học của sắt 2 oxit, sắt 2 nhé, thế thì mình đọc lẽ FeO. 74. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3? 74. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3 các em nhá? Nào, anh nào hòa tan được Al2O3? HCl, ấm áp luôn nhá. Câu 75 ạ. Câu 75 ạ. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là không có ăn mòn điện hóa đâu các em nhá. Chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa học là không có ăn mòn điện hóa đâu. Anh này có điện hóa này, hai điện cực. Chỉ xảy ra đó là BZN và H4 loãng nhá. 76. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch là không phản ứng với nhau? Đáp án A. 76. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Không cùng tồn tại mà.
đúng chưa? Còn IC là nó vẫn cùng tồn tại nhá. 76, đáp án đúng của chúng ta, đáp án A. 77, thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng nhá. Vậy mình sẽ có này, chắc chắn là đáp án A rồi, Fe tác dụng H2O4 loãng nhá. 77 đáp án A. 78, ở nhiệt độ thường kim loại X không tan trong nước, không tan trong nước, Ca tan trong nước, Na tan trong nước, nhưng tan trong dung dịch kiềm. Đấy, cái từ này nói lên tất cả. Không tan trong nước mà lại tan trong dung dịch kiềm, vậy thì nó chỉ có thể là anh Al thôi. Câu 79, kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Khi nào ba cần mua khử mạnh nhất, nó là kali. 80, tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước? Không gây ô nhiễm môi trường nước thì nó là khí oxy hòa tan trong nước. Oxy hòa tan trong nước thì không bao giờ gây ô nhiễm môi trường nước cả. Đấy, các em chú ý nha, đáp án C. Thế mình rất mong muốn rằng là cái chuỗi livestream này của Thế Minh có thể giúp ích được cho tất cả các bạn 2K6. Làm sao mà Thế Minh cố gắng phấn đấu để độ được cho hầu hết tất cả các bạn bước vào cánh cổng trường đại học trong kỳ thi năm nay. Đấy là cái niềm mong ước của Thế Minh. Thế Minh rất là mong muốn cả các bạn và các em ủng hộ Thế Minh bằng cách là comment nhiệt tình hơn nữa và chia sẻ bài học này lại với tường. Câu 81 ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. 81, muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? CaHCO3 lần. Nó sẽ phân hủy tạo thành CaCO3 cộng CO2 cộng H2O. 82, dung dịch nào sau đây ạ? 82, dung dịch nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch BaHCO3 hai lần, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thì nó chỉ có thể H2O4 thôi. Ta sẽ thu được kết tủa là BaSO4 và khí là khí CO2. Câu 83, oxit nào sau đây là oxit axit? Oxit axit của chúng ta thì nó chỉ có thể là CrO3 thôi. 84, cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X thu được kết tủa FeH3 lần, X là NaHC. 85. 85 nào, 85 các bạn chọn đáp án gì ạ? 85 là đáp án gì ạ? 85 đáp án gì bây giờ? Số chất vừa tác dụng với HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH ạ. Nào, số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl và vừa phản ứng với dung dịch NaOH. CrH3 lần là 1. Đúng không? Hydroxit đúng tính, CaCO3 không. AlOH3 lần là 2. Và Al2O3 là 3. 3 cháu, 85. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 86 ạ. 86 ạ. Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh nhá. Ok ạ. Lịch live là 9 giờ 15 phút sáng hàng tuần, hàng ngày, ngày nào đấy. Câu 86, cho các kim loại sau. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch thì K không được, Ba không được, Cu và Ag thôi. Hai cháu C. 87. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được kết tủa là các em ạ. Số thí nghiệm thu được kết tủa là bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? Đun sôi nước cứng tạm thời là 1. Phèn chua thì thu được kết tủa BS4 là 2. NaOH dư thì không có kết tủa AlOH 3 lần đâu. Kết tủa AlOH 3 lần không tồn tại trong kiềm dư. Đấy chưa? CO2 dư không có kết tủa CaHCO3 lần. HCl dư vào NaAlOH 2 là hòa tan toàn bộ kết tủa AlOH 3 lần. Vậy ta sẽ chỉ có 2 thí nghiệm thu được kết tủa mà thôi. 87. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 88 ạ. 88 nào các em. 88 ạ. 88 các bạn chọn đáp án gì ạ? Quá kinh khủng, đúng không? Quá kinh khủng. Cho hỗn hợp gồm sục khí CO2 đến dư và X đây. Vào lượng nước dư thì hòa tan X. Vậy X của chúng ta nó sẽ có là NaAlO2. MgO không tan nhé. Sục CO2 đến dư và thì CO2 vào NaAlO2 thì thu được kết tủa AlOH 3 lần. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Rồi, tuyên dương tất cả bạn đã chọn B ạ. Phải để trên fanpage của thầy nhé. Câu 89 ạ. Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. NaCl điện cực, điện phân dung dịch mà ngăn. Vậy X chắc chắn chúng ta là NaOH. NaOH cộng với Fe2 cộng tạo thành FeOH 2 lần. FeOH 2 lần cộng O2 cộng H2O tạo thành FeOH 3 lần. FeOH 3 lần cộng HCl tạo thành Fe3 cộng. Fe3 cộng cộng Cu tạo thành CuCl2. Vậy đáp án đúng của chúng ta, X của chúng ta là NaOH và T của chúng ta là FeOH 3 lần. Đáp án đúng đáp án A. 90. Ở điều kiện thường ạ. 90. Ở điều kiện thường thì Chrome tác dụng với phi kim nào sau đây? Thì ở điều kiện thường thì Chrome chắc chắn tác dụng với Fluor nhá. Ở điều kiện thường thì nó chỉ tác dụng với Fluor thôi. 91. 91 ạ. Mùa lũ thì chất X được gọi anh này là gì ạ? Phèn chua rồi. 92, công thức hóa học của sắt 2 sunfat. Sắt 2 sunfat là FeS4 đúng không? Được chưa? Cái gì? Các bạn bảo gì ạ? 90 9 89 á, 89 đâu?
X là NaOH. À ừ đúng rồi, sorry. Sorry các em, X là NaOH và T, T là FeCl3. Rồi, thấy tôi nhầm. Đúng rồi, 89 XC. Thank you các em. 93. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện với chất khử lát hại? À ok, có bạn bảo thầy rap kinh quá. Thế giờ chậm chậm. 93, kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện với chất khử lát hại? Fe đúng không? 94, đun nước cứng lâu ngày, trong ấm nước thì xuất hiện một lớp cặn. Vậy thành phần chính của lớp cặn đó là gì? Thì thành phần chính của lớp cặn đó là CaCO3 các em nhá. Thành phần chính của lớp cặn đó là CaCO3. Ok nhá. 95 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 95 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Tính lưỡng tính của chúng ta thì nó chỉ có thể là A là OH 3 lần mà thôi. B bỏ. 96 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? 96 nào. Kim loại nào sau đây có tính khử là yếu nhất? Có bạn bảo học xong thầy mới đi tắm. Thôi em ơi, vừa tắm vừa học. Tính khử yếu nhất ạ. Là AG đúng không? A. 97. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học thôi? Lưu ý nhá, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Nó xảy ra phản ứng đấy, ZN và CU thì đây là ăn mòn điện hóa rồi. Ăn mòn điện hóa rồi, CU cộng sắt 3 cộng là ăn mòn hóa học. C. 98. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Fe cộng Cl2 dư là thu được muối sắt 3 này. Đây, chỉ thu được muối sắt 2 là B. B bỏ các em nhá. 99 ạ. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch có nghĩa là nó không phản ứng với nhau. Ý A là có phản ứng. Ý B là có. Ý C là có tạo thành AgCl. Và ý D là cùng tồn tại trong một dung dịch. Câu 100. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với NaOH thì nó chỉ có thể là nhôm. 100 rồi, chúng ta đi được 1 phần 5 quãng đường rồi các em ạ. 1 phần 5 quãng đường rồi. Câu 101. Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe? Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe? CuS4 thì Fe đẩy được Cu đúng không? Hoàn toàn chính xác. H24 thì cũng tác dụng với Fe. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ý B loại CaCl2 này, ý D loại này, ý C loại 102. Ion nào sau đây có tính oxy hóa là mạnh nhất? Ion nào sau đây có tính oxy hóa là mạnh nhất? Ion nào oxy hóa mạnh nhất? Bạc cộng đúng không? 103. Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học cùng với thầy Minh. Cái việc mà các em nhiệt tình comment ấy, cũng như các em chia sẻ lại buổi học này, đấy là một nguồn động lực để thầy Minh có thể liên tục thực hiện các cái buổi live cho tất cả bạn và các em. Thầy Minh gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn và các em. Và rất là mong muốn là các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa buổi học này lại về tường, bởi vì đây là một buổi học free mà thầy Minh dành tặng cho tất cả bạn và các em. Câu 103. Hiệu ứng nhà kính tăng nồng độ của khí carbon dioxide B. Ok nhá. 104. K2CR27 thì có màu gì? Màu da cam, đúng không? 7 vàng, 4 vàng mua 7 cam, màu da cam. 105, nhiệt phân FeOH 2 lần trong không khí thì mình sẽ thu được Fe2O3, C. 106, CO thì không khử được MgO nên còn nguyên này. Khử được CuO thì còn Cu này. Đúng chưa? Nên là ta sẽ còn MgO này, Cu này, Al2O3 này và Fe. Vậy số oxit của im loại còn là MgO và Al2O3, hai cháu thôi. D. 107 ạ. 107 ạ. Phải thật nhanh các em nhá, comment đáp án phải thật nhanh. Chúng ta đang luyện phản xạ hóa học mà. 107 ạ. Phương trình hóa học nào sau đây hay sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Sắt này sắt dùng 3 rồi, số xóa mắc rồi, làm sao sinh ra được NO2? Sai lá. 108. Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Nào, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Bao nhiêu thí nghiệm xảy ra phản ứng xóa khử? Đốt dây Mg trong không khí có, Cl2 và Fe dương 2 có, H24 loãng, đây có H cộng, đây có NO3 trừ, có sắt 2 cộng có, Br2 và dung dịch hỗn hợp gồm NaLO2 và NaOH có nhá. Là Br2 tác dụng với nước, có nước mà, tạo thành HBr và HBro. CO2 không, đun sôi CaHCO3 2 lần không. 1 2 3 4 4 cháu, đáp án đúng là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D. 109 ạ. 109 ạ. Cho 3 dung dịch, cho 3 dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau. Cho 3 dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau. X tác dụng với Z có khí thoát ra. Đây, HCO3 trừ H24 có khí thoát ra. Ok. AlCl3 K24 không. Anh này có khí thoát ra.
Anh này không có khí thoát ra, bỏ. Vậy chỉ còn A và D. Y tác dụng với Z tạo kết tủa. Đây, B2 cộng S42 trừ kết tủa. Anh này CA quá 2 lần. Đâu X, Y đâu, CA quá 2 lần với HCL không kết tủa. Bỏ nốt, vậy đáp án đúng đáp án A. X với Y tạo kết tủa, có 110. NA2 siêu 3. Câu 110. NA2 siêu 3. NA2 siêu 3 tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây? Thì chắc chắn nó sẽ tác dụng được với CaCl2 để thu được kết tủa CaCl3. 111. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? 111 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất thì nó là Ag. 112. Chất nào sau đây là mất tính cứng của nước vĩnh cửu? Thì Na2CO3 và Na3PO4. Đáp án đúng là đáp án B. 113. Trong các chất sau đây, chất gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt, đó là CO. 114. Công thức của sắt 2 hydroxit là BFeH2 lần. 115. Chất nào sau đây vừa tác dụng với HCl vừa tác dụng với NaOH thì nó là hydroxit lượng tính, nên nó là A, AlOH 3 lần. Được chưa? Ra hóa học đấy. Phải thật nhanh em ạ. Chúng ta đang luyện phản xạ nhá, các bạn phải comment thật nhanh, phải tăng cao tốc độ giải bài lên. Câu 116. Chrome xóa ra dương 6 trong hợp chất nào sau đây? K2CN27C. 117. Dung dịch nào sau đây pH lớn 7? Nó là môi trường kiềm đúng không? pH lớn hơn 7 là nó phải là môi trường kiềm rồi. Đúng chưa? Vậy dung dịch nào sau đây có môi trường kiềm? Nó là gì ạ? NaOH đi thi Rap Việt. Cảm ơn Trà My nhá. Thank you em. Rap Việt. Rap hóa này mới kinh ý. Rap hóa mà. 118. Carbon chỉ để tính khử. Khử thì nó tăng. Không lên dương 4. A luôn. 119. Cho sơ đồ phản ứng sau. Mỗi mũi tên phản ứng số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử. Chất khử là số xóa nó phải tăng. Nhá. Chất khử là số oxy hóa nó phải tăng. Vậy giờ mình đếm xem những anh nào mà số xóa nó tăng. Nitơ trừ 3 lên nitơ dương 2, 1 cháu. Nitơ dương 2 lên nitơ dương 4, 2 cháu. Nitơ dương 4 lên nitơ dương 5, 3 cháu. 1, 2, 3 phản ứng. Anh này không, anh này không. Anh này vẫn giữ nguyên dương 5, anh này tụt cơ. Dương 4, vậy mình chỉ có 3 cháu thôi. B. 1, 2, 10. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Nào. Điện phân dung dịch NaCl, điện cực trơ, thu được khí H2 ở cathod, chính xác, đúng. H2 thu được ở cathod. Đúng chưa? Ý B ạ. Ý B ạ. Cho CO dư. Nào, cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3CO đun nóng thu được Al và CO2. C. Nhúng thanh ZN thì xuất hiện năm mòn điện hóa, đúng. Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, dẫn điện tốt nhất là Ag, chính xác. AgNO3 dư và FeCl2 thu được cái chất rắn là Ag và AgCl, đúng. Vậy câu 120. Câu 120 ở đây của thầy trò chúng ta nhá, là chúng ta có bao nhiêu đáp án đúng ạ? 4 đáp án đúng, C. Chính xác. Rất tốt. C nhá. Điện phân dung dịch NaCl được mà em. 121 ạ. 121 ạ. 121 đáp án gì nào các em? 121. Ồ, các bạn bây giờ comment chậm thế nhỉ? 121 giờ các bạn comment đáp án chậm hơn rất là nhiều đấy. Đuối à các em? Ồ, thầy chưa đuối mà các em đã đuối rồi. Lòm dòm lắm, yếu lắm. 121 ạ, thấy có cái gì? OH trừ cộng với HCO3 trừ tạo thành CO3 hay trừ kết tủa trắng xuất hiện. D. 122. Nếu cho NaOH vào dung dịch FeCl3 thì ta thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ. B. FeOH 3 lần. 123. Hiệu ứng nhà kính. Vậy khí X chỉ có thể là CO2. 124. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất thì nó là gì ạ? Trong đoạn này thôi. A, L. 125, 1 phần 4 quãng đường của buổi tối ngày hôm nay. Thầy cho chúng ta vừa chinh phục 1 phần 4 quãng đường của buổi tối ngày hôm nay ạ. Nào câu 125 ạ. Một đoạn mới được 1 phần 4 thôi. Mới được 1 phần 4 thôi các em ạ. 125 ạ. CR tác dụng dung dịch HCl thì thu được chất nào sau đây? Thì chắc chắn ta sẽ thu được CrCl2 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 125 đáp án A. 126. Dung dịch nào sau đây được dùng để xử lý lớp cặn CaCO3 bám vào ấm đun nước thì đó là giấm ăn. 127. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Al2O3. Quá đơn giản nhỉ. Yeah. Comment phải thật nhanh, nhanh hơn thầy nhá. Luyện phản xạ cơ mà. Câu 128, hợp chất Fe2S43 lần thì nó có tên gọi là gì? Sắt 3 sunfat. Sắt 3 sunfat đáp án A. 129. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy? Điện phân nóng chảy đó là Na. 130. Chất nào sau đây được gọi là sút ăn da là NaOH. 131. Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa các em nhé. Cặp dung dịch nào phản ứng với nhau
mà lại sinh ra cái tủa. Sinh ra cái tủa các bạn ạ. Nó là gì ạ? A tạo thành cái tủa, BaCO3. 132. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra mòn điện hóa học? Thí nghiệm nào sau đây xảy ra mòn điện hóa học? Hai điện cực khác nhau bằng bản chất. Đáp án B. Fe bám vào Cu. Cu bám vào Fe. 134. Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây là trạng thái lỏng? B. HG. 135. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Na. Đúng không? Luyện phản xạ nó phải như thầy. Phải tăng tốc nữa lên các em ạ. Tăng tốc nữa lên. 136. Chất bổ ích màu đen thì nó là than hoạt tính. Đấy, đọc bốn từ chốt thôi. 137. Cho Na mắt vào dịch chất X thu được kết tủa màu nâu đỏ. Vậy chắc chắn nó là FeCl3. Kết tủa màu nâu đỏ là FeOH3 lần. 138. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? Nhôm tan trong NaOH, tan trong HCl, tan trong BaOH lần. Vậy nó nhôm không tan trong BaCl2. 139. Oxit nào sau đây là oxit axit? Oxit nào sau đây là oxit axit? Oxit axit là CrO3 nhá. 140. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm? Nhiệt nhôm thì nó sẽ chuyên để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau nhôm. Vậy nó là ZFe. 141. Thành phần chính của đá vôi canxi carbonat là CaCO3. 141. Bột 42. Kinh chưa các em? Rap sợ chưa? Thầy mình làm ca sĩ đấy, rap hóa học đấy. Các bạn thấy thế nào? Hôm nay thầy trò chúng ta phải cháy với nhau hết 500 câu. Hết 500 câu. Mega like 500 câu lý thuyết hóa hay sai. Chữa full sách 2000. Ui giời, sách 2000 thì nhiều lắm. Chúng ta còn gì nữa cơ? Chúng ta còn 1500 câu nữa cơ. Thoải mái mà chiến nhá. Thì mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh nhiệt tình hơn, cung cấp cho thầy Minh sức lực hơn để thầy Minh có thể live stream liên tục với các em bằng cách là comment đáp án thật nhanh và chia sẻ bài học này lại về tưởng, bởi vì đây là một free. Cảm ơn các em rất nhiều. Một vấn đề, phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn? HCO3 trừ điện ly yếu, đúng không? Be4 kết tủa, CO2 lần kết tủa. Đáp án đúng đáp án B. 143. Cho thí nghiệm trên số thí nghiệm chỉ xảy ra mòn hóa học là không ăn mòn điện hóa nha, là phản ứng với nhau đấy. Đồng tác dụng sắt 3 cộng, đúng. Sắt trắng thiếc để trong không khí là ăn mòn điện hóa. Kẽm H4 loãng ăn mòn điện hóa. Đồng ninh sắt nhúng nước muối ăn mòn điện hóa. Vậy chỉ có một thằng ăn mòn hóa học thôi. D. 144. Chào giải quán quân. Chào, cảm ơn Phạm Hồng Phúc nha. Cảm ơn em, thầy sẽ nhận cúp từ em. Thank you hạng Phạm Hồng Phúc rất nhiều. Câu 144 ạ. Cho các chất sau. Cho các chất sau, số chất tan trong dung dịch NaOH CrO3. CrO3 là 1, đúng không? CrO3 là 1. Fe không tan trong NaOH nhá. CrO2 lần là 2. Cr không tan trong NaOH 2 cháu rồi. 144, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. 145. 145 ạ. Phê quá, quá phê. 145 ạ. 145 nào các em, khẩn trương comment đáp án thật nhanh, nhanh làm sao nhanh hơn cả thầy ạ. Nhanh làm sao nhanh hơn cả thầy ạ. 145. Sau khi phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là nung nóng CuNO3 lần có chất khí NO2 và O2. FeOH2 lần và H24 đặc nóng khí là khí SO2. CO2 vào CaOH lần dư không có khí. K4 vào NaHCO3 thu được khí khí CO2. Sắt 2 cộng NO3 trừ H cộng sinh ra khí NO. Đinh sắt 24 loãng sinh ra khí H2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái. Đáp án đúng là đáp án D. 146. 146 ạ. 146 ạ. Phải thật nhanh. 146 đáp án gì? Để thu được kim loại Cu từ CuS4 theo pháp thủy luyện thì mình sẽ dùng kim loại mạnh để kim loại yếu. D, Fe. 147. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Không nhé. Đồng tác dụng HNO3. Fe tác dụng sắt 3 cộng. Ag là không phản ứng với HCl. C. 148. Trong thực tế. Trong thực tế. 148 ạ. Trong thực tế thì ta không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn. Lưu ý nhá. Trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn. Đúng, gắn đồng lên kim loại sắt là sắt bị ăn mòn chết thôi, làm sao bảo vệ được. Đúng không? Câu 149, để làm sạch lớp cặn trong dụng cụ đun nước nóng, chứa nước nóng người ta dùng gì? Giấm ăn. Cặn là cặn CaCO3. 150. Trong công nghiệp Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây? Trong công nghiệp Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thì điều chế bằng điện phân nóng chảy MgCl2. 151. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? 151. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Cr cộng H4 loãng. Cr cộng CL2 là đúng nhá.
CRH 3 lần cộng HCl đúng nhá. CRH2O3 cộng NaOH đặc là đúng nhá. Vậy câu 151 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Bởi vì nó phải là acid loại 1 đặc cơ. Câu 152, nếu cho FeCl3 vào NaOH thì xuất hiện kết tụa màu nâu đỏ. Câu 153, amon sắt với amon khí clo thì ta sẽ thu được là tạo thành là FeCl3 và Fe dư bảo toàn clo. A nhân 2 là bằng 2 2A phần 3. Fe dư sẽ là A phần 3. Được chưa? Cho vào nước, cho vào nước thì FeCl3 tan trước, được không ạ? Cho vào nước FeCl3 tan trước thành muối Fe3+. Thì khi mà cho vào nước ấy, thì chúng nó phản ứng với nhau chỉ còn là FeCl2 thôi. Được chưa? Cho vào nước thì nó phản ứng với nhau tạo thành FeCl2 thôi. Ok chưa? Vậy dung dịch Y chúng ta là FeCl2. Đề bài hỏi không tác dụng, chắc chắn tác dụng với Cl2. Tác dụng với NaOH. Tác dụng với AgNO3, vậy không tác dụng với Cu. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Một câu mức độ vận dụng khá xịn nhá. Ok ạ, câu 154. Số kim loại trong dãy phản ứng với H4 loãng là, phải thật nhanh ghê ơi. Comment thật nhanh xem nào. Đáp án đúng là của chúng ta là đáp án gì ạ? Câu 154. Câu 154 đáp án gì nào? 154. Nhanh tay lên các em, phải thật nhanh. Cho dãy kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng với H4 loãng, nhôm là 1, đồng 0, sắt là 2, bạc 0, hai cháu B. 155. 155 ạ. Để phân biệt, ạ. Tuyên dương bạn Quý Anh Đặng nha, bạn này comment rất nhiều luôn, rất mạnh mẽ luôn, rất tốt, xứng đáng là mình liền tìm. 155 ạ. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt, dùng dung dịch nào? NaOH vào MgCl2 kết tụa màu trắng. Vào AlCl3 kết tụa rồi kết tụa tan. Vào FeCl3 là kết tụa màu nâu đỏ. 156. Hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X và chất rắn không tan chắc chắn là Cu, vậy dung dịch X của chúng ta chỉ tồn tại là đồng 2 cộng CuCl2 và Fe2 cộng FeCl2. Bởi vì do có đồng dư nên trong dịch không tồn tại mối sắt 3. Các bạn nhớ nhé. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. 156, đáp án B. 157, nước thải công nghiệp thì thường chứa ion, xử lý nó bằng CaOH một lần. 158, Fe và hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl phản ứng kết thúc thu được dung dịch X. Hỗn hợp khí là NO và H2, chú ý cho thầy là có H2. Có H2 thì trong dịch không còn NO3, bỏ. Bỏ. Và có H2 thì trong dịch không thể tồn tại mối sắt 3, bỏ nốt, nên đáp án đúng là đáp án D. 159 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là thép là hợp kim của sắt chứa 2-5% khối lượng carbon, sai, nó là gang. Bột nhôm trộn với bột sắt 3 oxit dùng để hàn đường ray bằng pháp phản ứng nhiệt nhôm, đúng. NaCO3 là mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước. Mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu, đúng. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi, đúng. Làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng HNO3, người ta nút ống nghiệm màu bông tẩm dung dịch kiềm, đúng. Vậy câu 159 ta có 4 phát biểu đúng. 159, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, các em nhá. 159 ạ, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Kinh chưa? Rap hóa học 160 ạ. 160 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh game nhá, phải thật nhanh. Mình sang câu tiếp theo, câu 160. Nào, 160 ạ. 160 các bạn cũng comment đáp án nào. Đáp án 160 đáp án gì? Trong công nghiệp để điều chế NaOH, người ta điện phân dung dịch chất X có màng ngăn. Và chất X là NaCl. NaCl nhá, thầy Minh Kiên Dương 160, rất nhiều bạn chọn đáp án gì? 161, khí sinh ra trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Thì nó là quá trình quang hợp cây xanh thì nó sinh ra O2. O2 làm sao gây ô nhiễm không khí được, đúng không? Câu 162, chất nào sau đây vừa phản ứng với NaOH vừa phản ứng với HCl? Thì nó là lưỡng tĩnh, D, Al2O3. 163, oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối? Fe3O4 sinh ra hỗn hợp muối chúng ta là FeCl2 và FeCl3 nhá. Ấm áp luôn. 164, FeCl3 tác dụng dung dịch NaOH tạo nên kết tụa màu nâu đỏ. Tạo thành kết tụa màu nâu đỏ. 165. Trong các kim loại có tính khử mạnh nhất khi nào ba cần mua AlMg? Các em ơi, chúng ta vừa xong 1/3 quãng đường. Thầy trò chúng ta vừa chiến đấu với nhau xong 1/3 quãng đường của buổi tối ngày hôm nay. Quá kinh khủng. Quá kinh điển. Quá ra màn. Thầy mình rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy mình bằng cách là nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này, và bằng cách là giúp thầy Minh tác tất cả các bạn của các em vào đây và chiến đấu để chiến thắng các em nhá. Rồi, câu 166 á. Kim loại chrome tan được trong dung dịch nào? Kim loại chrome thì nó tan được, chrome bị thụ động trong HNO3 đặc nguội, bỏ nhá.
Chrome bị thụ động trong H24 đặc nguội bỏ nhá. Chrome tan ở trong HCL nóng. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Câu này rất nhiều bạn sai. Câu 166 đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu 167. Cho hỗn hợp ZN với Fe vào dung dịch hỗn hợp, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp hai kim loại thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần Ag và Cu. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Kinh chưa? Phải tốc độ như thế các em ạ. Phải tốc độ như vậy thì mới thành công được nhá. Phải tốc độ vào, phải nhanh vào thì mới được. Nào câu 168 ạ. Đốt cháy đơn chất X. Nào 168 ạ. Thầy like sâu quá, các bạn comment nhiều quá. Vừa nãy tọp tọp nó còn yêu cầu thầy phải xác minh danh tính. Kinh thật. Quá dã man. Hồi chúng ta phải comment thật cháy lên. Cháy lên nữa không là tí nữa mà nó mà chơi trò nguy hiểm đấy. Các bạn comment cháy hơn nữa để cho chúng ta, để cho chúng nó nhìn thấy rằng là thầy trò chúng ta cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ chiến đấu. Câu 168 ạ. Đốt cháy đơn chất thì chắc chắn là anh này nó là lưu huỳnh, bởi vì này, đốt cháy lưu huỳnh thì mình thu được SO2. Đun nóng lưu huỳnh với H2 thì mình thu được H2S. Mình cho SO2 mình đớp nhau với H2S thì mình tạo thành chất rắn màu vàng là S. Được chưa? 169. Kim loại X được sử dụng như nhiệt kế áp kế một số thiết bị khác ở điều kiện thường, X là chất lỏng, vậy nó là Hg. Ấm áp luôn các em nhá. Ấm áp luôn. Câu 170. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Kim loại sắt không phản ứng thì nó sẽ, nhôm sắt chrome bị thụ động nên nó sẽ không phản ứng H2O3 đặc nguội. Kim loại sau đây, kim loại kiềm, lâu nay không rảnh chơi Free Fire, vậy kiềm là liti. 172. CaS4 ngậm 2 nước thì nó là gì ạ? Thạch cao sống. C. 173. Phương trình hóa học nào sau đây xài? Phương trình hóa học nào sau đây xài? Sau đây xài. Đồng tác dụng sắt 3 đúng. Na cộng với nước đúng. H2 cộng CuO đúng. Fe sao để được kẽm? Sai là dễ. Quá dễ dàng. 174 các bạn chọn đáp án nào? Có lúc nãy các bạn bảo là toàn câu dễ quá, thầy cho mấy câu đếm đi, thế là trong này có câu đếm luôn. Nhưng mà không biết bạn ấy đâu rồi. Cho bột nhôm vào dung dịch, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng. Đây anh này có, Fe tác dụng bạc cộng có, CaO và nước có. N2CO3 vào CaCl2 tạo thành CaCO3 có, tổng cộng là 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng. A. 175 phát biểu nào sau đây là sai? 175 phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch K2CR2 bảy màu da cam đúng. CR2O3 tan trong NaOH loãng đúng. CrO3 là oxit acid đúng, trong chất nhôm có số hóa đặc trưng là dương 2, dương 3, dương 6 đúng. Đố các em biết thầy vừa sai đâu? Đố các em biết câu sai ở câu 175 là gì? Đúng rồi. Nó phải tan trong từ đặc nhá. Đấy, làm quá nhanh là mình sẽ không biết được đáp án nào là đáp án sai. Được chưa? Ok chưa? Câu 176 á, cho các phát biểu sau. Câu 176 á, cho các phát biểu sau. Độ dinh dưỡng của phân đạm 176. Độ dinh dưỡng phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. Đúng. Thành phần chính của super phốt phát kép sai. Đây thành chỉ có một thằng CaH2PO4 hai lần thôi. Kim cương được dùng làm đồ trang sức chế tạo ngũ quan đúng. Ammoniac được sử dụng để sản xuất đúng. Vậy mình sẽ có ba cái đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 176. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 177 ạ. Trong nhóm các tác nhân hóa học sau. Trong nhóm các tác nhân hóa học sau, nhóm tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm nguồn nước, ion kim loại có này, nồng độ cao có này, bảo vệ thực vật có này, CFC là khí, không được, 123. Đáp án đúng đáp án A. 178. Phản ứng nào sau đây không xảy ra phản ứng ô xóa khử? A. Không ô xóa khử. Đúng không? Vậy là A luôn, có thay đổi số xóa đâu, đúng không ạ? Câu 179, cấu hình E nguyên tử nguyên tố nào? Thầy dạy các em một skill kinh điển. Tổng E 10, 13. Đúng chưa? Xong, C. Thầy còn đoán được nhiều skill này, thầy đoán được nguyên tố nào cơ. 13 x 2 bằng 26, 26 gần bằng 27. Suy ra nó là AL. Ấm chưa? AL các em nhá. Suy ra là AL. 180. Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa tính xóa vừa tính khử, số xóa trung gian? Dương 4 có thể lên, dương 6 có thể về. C. 181. Trong các ion sau đây. 181 ạ. Trong các ion sau đây. Ion nào có tính xóa mạnh nhất? Sáng nào thầy online lúc 5:15. Nhá, sáng nào thầy online lúc 5:15. Tối thứ bảy nào cũng sẽ chiến live. 181. Trong ion sau đây, ion nào có tính xóa mạnh nhất? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á bạc.
182 kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây ạ? Chú ý nhá, không phản ứng Fe, đẩy được đồng, đẩy được tác dụng với sắt 3, tác dụng với bạc, nhưng không đẩy được Mg. Fe là không đẩy được Mg, đúng không? Mg mạnh hơn mà. 183 quặng bôxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? Được dùng để sản xuất nhôm. 184 oxit nào sau đây là oxit axit CrO3. 185 phương pháp chung để điều chế các kim loại NaCa, Al trong công nghiệp. Đây là các kim loại đứng trước Al nên phải sử dụng bằng phương pháp điện phân nóng chảy, đúng không em? Điện phân nóng chảy. D. 186 thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng HIS mình thu được kết tủa PbS 1. CO và nước có. N2CO3 và C3CO có. Cl2 và CO lần có. 1 2 3 4 4 trọng B. B bỏ kèm nhá. 187 ở điều kiện thường ạ. Ở điều kiện thường các bạn đừng sợ comment nhá, một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Phải comment thật nhanh, liên tục để chiến đấu cùng thầy mình. À, thầy Minh tuyên dương bạn Quý Anh Đặng là bạn mà bạn Quý Anh Đặng là bạn mà người theo dõi mới, nhưng bạn Quý Anh Đặng đã làm rất nhiều và rất nhanh những câu trả lời này. Tuyên dương em. Câu 187 ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? Beri, beri không tác dụng với nước ở mọi điều kiện nhá. Beri là không tác dụng với nước ở mọi điều kiện. Câu 188 cho phát biểu sau, số phát biểu đúng. Ở nhiệt độ thường siêu hoát hay lần tan trong dịch glycerol, đúng. Nhiệt độ thường C2H4 phản ứng với nước brom, đúng. Đốt cháy hoàn toàn CH3COCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol nước, đúng. Glycine phản ứng với NaOH, đúng. Chúng ta có 4 nhận định đúng. B. 189 thí nghiệm với sinh ra SO2. Nút ống nghiệm bằng SO2 là oxit axit, vậy nút nó phải bằng một cái anh mà phản ứng với lại oxit axit, đó là sút. Sút thì phản ứng với lại axit. 190 phát biểu nào sau đây là sai? Sắt có trong hemoglobin, huyết tố, cầu tố máu, đúng. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục, đúng. Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất, sai. Kim loại kiềm nó có thể tồn tại ở dạng hợp chất, bởi vì là kim loại kiềm nó hoạt động hóa học rất mạnh nhá, nên nó tác dụng với nhau, nó tác dụng với các chất khác, được chưa? 190 đáp án đúng, chúng ta là đáp án C, ok chưa? 191 ở trạng thái cơ bản thì cấu hình E lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số nguyên tử nó viết câu hình E 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Đây ạ. 10, 12. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A, 12. 192. Bây giờ sử dụng tuyệt chiêu cân bằng hóa học nhanh của thầy Minh. Sắt 0 lên sắt dương 3, 3e. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 2e. Vậy vất 2 đây. Được chưa? Đếm nào. Vất 2 đây, vất 3 đây. 3S cộng với 3S là 6. 2 chia 6 thì bằng 1 chia 3. Đáp án đúng là đáp án A. 193. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen? 193. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen? Xịn chưa? Xịn chưa? Phải thật nhanh game nhá. Nào, nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen nào? Halogen là gì ạ? Clo. 194. Thành phần chính của phân tạm ure NH2 2 lần CO. 195. Đốt cháy than đá khí có mùi độc CO. 196 phương trình hóa học nào sau đây là sai? Sai là gì ạ? Sai là đồng phản ứng với lại H2O4, sai là D. 197 dãy gồm các nguyên tố kim loại. Sử dụng tuyệt chiêu của thầy này, nhìn này. H Z1 hydro, Z7 7 x 24 N, Z12 12 x 2 24, 24 là gì ạ? Mg. Z bằng 19, 19 x 2 là bằng 38, 38 gần bằng 9 K. Vậy đến này, Mg K. Vậy là E và T. Thấy skill thầy kinh không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 198. Phát biểu nào sau đây là đúng? Ở điều kiện thường các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. Sai. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính khử. Quá chính xác. B. 199. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? Không phản ứng nhá. CuO. 200. Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây? Dùng giấm ăn. Các em ơi, chúng ta vừa đi được 2/3 quãng đường. Vừa nay thầy mình nghe đây, có bạn nào bảo là với tốc độ chữa này của thầy mình thì đến 12 giờ đêm mới xong nhờ. Và bây giờ chúng ta đã đi được 2/5 quãng đường rồi. Và để mà có một cái nguồn động lực mà chữa liên tục như vậy nhá, để có một cái nguồn động lực chữa liên tục như vậy cho các em, thì để mà có thể ráp hóa được cho các em, thì thầy mình đã phải mất rất nhiều công sức để sắp xếp. Nên là thầy mình rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ thầy mình bằng cách là chia sẻ bài học này lên về tường, và bằng cách có thể giúp thầy mình là tác tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đây là một học free nhá. Ok, bây giờ mới tìm thấy thầy à? Thầy rap kinh quá đến nỗi em chưa kịp nhìn đây. Tăng tốc lên các bạn, sáng
6 giờ thầy có khóa về đích đấy, nhưng mà thôi các bạn đừng mua nữa. Giờ vào học làm gì nữa? Giờ cứ sáng sớm dậy dậy luyện công nhá. Sáng sớm 5 giờ 15 vào học luyện công với thầy nhá. Thầy có khóa về đích nhưng không bán đâu. Thôi vào học đi. Sáng cứ sáng sớm vào dậy học lại thôi. Được chưa? 201. Trường hợp nào sau đây dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? Nào, trường hợp nào sau đây? Nào, trường hợp nào sau đây khuất làm sao được nhỉ? Nào, trường hợp nào sau đây ạ? Nào các bạn, chiến đấu thật nhanh mà. 2/5 rồi. Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn này? NaOH dư không có. AlCl3 dư. B. Thu được kết tủa AlOH 3 lần. OH 3 lần. 202. Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng bốc cháy thì nó là CrO3. 203. Nhận định nào sau đây sai? Gang mà thép là hợp kim đúng. Chrome còn dùng để mạ thép đúng. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất sai. Thép có hàm lượng sắt cao hơn gang. Sai của chúng ta 203. Đó là đáp án C các em nhé. Sai 203 của chúng ta là đáp án C. Câu 204. Cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng với NaOH: CuO0, Al có, KNO3 không, FeCl3 có, 2 thằng. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. 205. A, B, C thỏa mãn. Thường những cái câu này ấy, thầy có khô cổ không? Thầy đang chưa kịp đọc đề à? Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy không? Các bạn chưa kịp đọc đề mà thầy đã giải xong. Vậy chứng tỏ phản xạ của bạn kém hơn thầy. Được chưa? Ok chưa? Phản xạ các bạn kém hơn thầy. Thế thì bây giờ ấy, các bạn muốn phản xạ nhanh hơn thầy hoặc tốc độ tương tự thầy thì các bạn phải dậy sáng sớm học nhá. Luyện đạo sáng sớm cùng thầy mình 5 giờ 15. 205 ạ. 205. Ba dịch ABC thỏa mãn. Các bạn đừng mua khoa học gì nữa. Bây giờ còn có 20 mấy ngày mua cái gì? Vào sáng sớm học cùng thầy. Đừng có mua nữa nhá. Mua phí tiền. Được chưa? Ok ạ. Nào, ta có 205 ạ. Thường những câu này thầy sẽ làm A tác dụng với C có khí xem nào. Thằng này không có khí, bỏ A. Thằng này có khí CO2 được. Thằng này không có khí, bỏ B. Thằng này không có khí, bỏ. Ôi, xong luôn. Đấy, làm ngược dưới lên C luôn. Ấm luôn các em nhỉ. Sáng nào thầy cũng dậy lúc 5 giờ 15 phút nhá. Thầy dậy từ 5 giờ. Câu 206 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Nào. 206, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Tính lưỡng tính của chúng ta là gì ạ? Lưỡng tính gì ạ? Đừng đứa nào ngu ngốc chọn nhôm nhá. Đừng đứa nào chọn ngu ngốc chọn nhôm nhá. NaHCO3. C. 207. Al2O3 không tan được. Nào. Al2O3 không tan được trong dịch chứa chất nào sau đây thì nó sẽ không tan được trong NaCl. 208. Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Vậy kiềm thổ là Mg. B, bỏ. 209. Dãy gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phép nhiệt luyện. Nhiệt luyện thì là điều chế các anh kim loại đứng đằng sau nhôm, đúng không? Vậy này, bỏ Ba, bỏ Na, bỏ Ca. Đáp án đúng đáp án A. 210. Dung dịch chất X làm quỷ tím hóa đỏ. X làm quỷ tím hóa đỏ. Đỏ, 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 đỏ. Y làm quỷ tím hóa xanh. Xanh, xanh, xanh. Bỏ C luôn. Trộn lẫn hai dung dịch thì lại thu được kết tủa. Vậy nó chỉ có thể là A, thu được kết tủa BaSO4. Ấm áp luôn. 211. X được dùng nhiều trong ngành sản xuất nước giải khát, bia rượu. Tuy nhiên việc gia tăng nồng độ bla bla nó giải khát thì nó là CO2 rồi, đúng không? Nén khí CO2 vào. Ấm áp nhá. 212. À thôi, chậm lại nhỉ. Nhiều bạn bảo thôi thầy chậm lại, em không kịp nghe. Thì đây thầy chậm. Khẩn trương comment đáp án các em nhé. Phải nhanh tay hơn thầy. 212. Hóa chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. Na2CO3. 213. Dung dịch Na2S và dung dịch chất X thu được kết tủa màu đen. Vậy thì X của chúng ta nó chỉ có thể là FeCl2. 214. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với nước thì nó là Cu. 215. Cho phản ứng sau. Phản ứng của phương trình Ung-Ru rút gọn HCO3 trừ cộng OH trừ. Anh này không có này. Anh này sinh ra khí NH3 này không được này. HCO3 trừ cộng OH trừ C là 1. Anh này sinh ra kết tủa BaCO3 không được. Anh này sinh ra kết tủa BaCO3 không được. Có 1 thôi. B, bỏ. 215. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Các em nhá. 215. Đáp án B. Rồi, cảm ơn bạn nén chăm chỉ. 216 ạ. Chất hoặc ion nào sau đây có tính lưỡng tính? HCO3 trừ nhá. Đáp án A. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án cũng như là ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này lại về tường, bởi vì đây là buổi học free. Cái nguồn động lực để thầy Minh có thể có những cái buổi mega live này đó chính là cái việc mà các em comment đáp án thật nhiệt tình và ủng hộ thầy.
Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại và tag thêm tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đây là một buổi live free. Câu 217 ạ. 217. 217 ạ. 500 câu mà nay chiến 500 câu. 217, trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa? Điện hóa nha các em nhé, lưu ý nhé, ăn mòn điện hóa học. Thì nó hai định cực khác nhau mà bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Nhôm nguyên chất vào Zn thì mình sẽ có nhôm Zn, đúng chưa? B, bỏ. Câu 218, cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là loại bỏ lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng, dùng giấm ăn, đúng. Hàn rắn đường ray bị nứt, dùng tép mít, đúng. Bảo vệ nồi hơi, lót bằng kẽm, đúng. Hợp kim NaK, đi nhập rong chảy thấp, thường dùng trong thiết bị va chạy, đúng. Bảo quản thực phẩm, không ai dùng SO2 cả. Giết người à? 1, 2, 3, 4. A. 219 ạ. Chất nào sau đây là hydroxit lưỡng tính? CRH 3 lần. B. 20, kim loại nào sau đây không phải kim loại kiềm thổ? Không phải kiềm thổ nhé. NA. 21, kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp thủy luyện? Thủy luyện thì điều chế các kim loại đứng sau nhôm. Bỏ, bỏ, bỏ. A. 22, magie carbonate, MgCO3. 23, ALH 3 lần không tan ở trong dung dịch nào sau đây? Tan, 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 không tan trong A. 24, chất bột X màu vàng thu gom thủy ngân bị rơi vãi thì nó chắc chắn là lưu huỳnh do S cộng với HG để tạo thành HGS ở ngay điều kiện thường. 25, ở điều kiện thường phi kim nào sau đây trạng thái rắn iốt. 26, cho cái chất sau số chất tan trong dung dịch NaOH, CO3 là 1, Fe0, ALH3 là 2, Zn là 3, 3C. 27, tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra bằng điện hóa hai điện cực khác nhau vào bản chất, đồng cái này không. Tấm tôn có. Nhúng sắt nhỏ vài giọt CU có. Quấn dây đồng thanh kẽm có. Ba cái. Đáp án đúng đáp án gì? Nhanh quá không các em? Không, thầy có đi đâu đâu, thầy đọc rap cho các em nghe mà, hôm nay là rap hóa mà. Thi thoảng đọc rap tí cho các bạn sợ. Có chẳng đi đâu cả. Nó bảo ghi rõ là hôm nay là rap hóa đi. Rap hóa học mà. Ừ thì đây, bây giờ lại chậm lại. 228. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là, chú ý nhá, cùng tồn tại trong dung dịch là không phản ứng với nhau nhá. Fe2 cộng NO3 trừ NH cộng tạo thành Fe3 cộng cộng NO2 cộng H2O, bỏ. PB2 cộng ăn S2 trừ để tạo thành PBS, bỏ. Fe3 cộng ăn Y trừ để tạo thành Fe2 cộng cộng Y2, bỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. C này nó sẽ không phản ứng với nhau nên nó cùng tồn tại trong một dung dịch. Được chưa? Câu tiếp theo ạ. Câu tiếp theo ạ. 229, cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là nhỏ dung dịch NaOH tới dư vào NH4 NH3 đun nóng có khí mùi khai, đúng rồi, khí NH3, đúng. Nhỏ từ từ dung dịch HCl tới dư vào NaAlO2 sau phản ứng thu được kết tụ keo, sai, ALH 3 lần bị tan. K2CO3 làm mềm nước cứng toàn phần, đúng. Dẫn khí NH3 qua chất rắn CuO đun nóng sau phản ứng thu được chất rắn màu nâu đỏ, đúng, chất rắn màu nâu đỏ là CuO. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ thu được khí H2 ở cathode, đúng. Vậy ta sẽ có 1 2 3 4 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Thi thoảng rap tí cho các bạn nghe không các bạn buồn. Câu tiếp theo ạ. Úi giời ơi, rap nhiều quá. Câu 230 ạ. Trong 4 kim loại thì kim loại có tính khử mạnh nhất là khi nào? Ba cần mua Mg, B. Được chưa? Câu 231, trong công nghiệp người ta điều chế nhôm bằng phương pháp nào sau đây? Thì là bằng phương pháp là điện phân nóng chảy Al2O3. Câu 232, nước cứng là nước chứa nhiều cation C2 cộng và Mg2 cộng. 233. 233. Thế này dễ ru ngủ không em? Thầy đang hát ru đấy. Lúc nãy là rap, bây giờ là hát ru. À ơi, đừng đứa nào ngủ nhá. Đừng đứa nào ngủ nhá, ngồi ở trên bàn làm việc nhá, ngồi trên bàn học ấy. 233, chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH? Thì nó đây là chỗ này lỗi này, BaCO3. Số điện BaHCO3. Chỗ này bị lỗi nhá. Anh này là BaHCO3 hai lần mới đúng này. Đáp án D. 234. Còn nếu mà không thì không thì C, B cũng được. B cũng được. Chỗ này nếu mà sửa thành B, chắc khả năng cao con này là BaNO3 chứ. BaNO3 hai lần thì không phản ứng. Đúng không? Phản ứng với NaOH là CO2. B. 234, nhiệt phân FeOH 3 lần. 234, nhiệt phân FeOH 3 lần đến khối lượng không đổi, đến khối lượng không đổi thì ta thu được Fe2O3. 235, phương trình hóa học nào sau đây sai? Thì phương trình sai chúng ta là NaHCO3 nhiệt phân thì không thể tạo thành NaOH cộng CO2 được. 236, nhận xét nào sau đây là sai? 236 ạ, nhận xét nào sau đây là sai?
Khẩn trương comment đáp án nào các em. 236 ạ. Nhận xét nào sai đề sai. Tính dẫn điện của bạc tốt hơn đồng. Đúng. Các kim loại kiềm đều có chúc mạng tinh thể lập phương tâm khối. Đúng. Pha loãng H4 đặc là thêm từ từ axit vào nước. Đúng. Dùng H4 đặc để làm khô NH3 là sai. Chúng ta không thể sử dụng H24 đặc để làm khô NH3 được, do NH3 tính ba dư phản ứng với H24 đặc. 237. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào sẽ ra mòn điện hóa học? Anh này không nhé. Miếng gang bệ. 238. Dung dịch nào dưới đây là mất máu dịch KMNO4 H24 thì nó là sắt dương 2 lên sắt dương 3. 239. Công thức hóa học của nước đá khô CO2 D. 240. Thượng cổ, cách nào sau đây phương pháp kết tinh? Kết tinh là làm đường cát, làm đường phèn từ mía các em nhé. Làm đường cát, làm đường phèn từ mía, các bạn lưu ý. Câu 241. Chất nào sau đây khi cho tác dụng H4 đặc nóng không có khí thoát ra? Các bạn nhìn chưa? Không có khí thoát ra. Fe2O3 số xóa cao nhất rồi nên là không thể sinh ra khí được. 242. Môi trường không khí, chất nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường? Không thể chống ô nhiễm môi trường nhé. Thì xả thải thì làm sao chống được ô nhiễm môi trường? Ông cứ xả thải ra làm sao chống được ô nhiễm môi trường, đúng không? Ok ạ. Câu 243. Trong các chất sau đây kim loại nào không phải kim loại kiềm thổ? Natri. 244. Cho các chất sau bao nhiêu chất tác dụng HCl? FeNO3 3 lần 0, FeCl2 0, NaCO3 1, ALOH 3 lần 2, 2 là D. 245. Cho chất X vào dung dịch kiềm, lúc đầu thu được kết tụa màu trắng hơi xanh, thế thì chắc chắn nó là FeS4 rồi. Tạo nên kết tụa FeOH 2 lần màu trắng hơi xanh. Sau đó lại tác dụng với oxy trong không khí để tạo thành kết tụa FeH 3 lần màu đỏ. 246. Kali nitrat D. 247. Trong nghiệp CR được điều chế bằng pháp nhiệt nhôm. Nhá, 247 ạ. Trong công nghiệp CR được điều chế bằng pháp nhiệt nhôm, các bạn nhớ nhá. 248. Nhận xét sai. Gang hoặc thép ăn mòn điện hóa. Đúng. Ăn mòn hóa học E kim loại chuyển trực tiếp lên môi trường. Đúng. Bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép thì rắn gắn ZN. Đây không phải pháp bảo vệ bề mặt, đây là phương pháp anode hy sinh điện hóa. Sai C. 249. NaOH vào dung dịch X thu được kết tụa màu xanh thì chắc chắn nó là A. Câu cuối cùng để chúng ta đạt được 1/2 trong 200 năm, cho kết thúc phần 250 câu vô cờ. Đấy, kinh không? Các bạn thấy sợ chưa? 250, kết thúc 250 câu vô cờ, chuyển sang 250 câu hữu cơ các em ạ. Kết thúc 250 câu hữu cơ, câu vô cờ chuyển sang 250 câu hữu cơ. Phải thật nhanh các em nha. Phải thật nhanh. Ok ạ, tiếp tục. Bây giờ nhé, các bạn nhìn nhé. Nó 3 dư vào Z thu được X1 mol kết tụa, mà X1 nhỏ X2 nhỏ X3. Mình test thử IZ này. Nếu NH3 dư vào Z, X1 mol kết tụa chỉ có ZN, NH3 thì không có kết, chỉ có ALOH 3 lần nhá. Nếu N2CO3 vào thì mình thu được kết tụa ALOH 3 lần và ZNOH 2 lần, thế chắc chắn là X2 lớn hơn X1 rồi. Vào dư thì ta chỉ thu được kết tụa BaSO4. BaSO4 là 233 nên chắc chắn là nhiều nhất. Nên đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Ấm áp. Kết thúc. Like này xem lại được các em nhé. Kết thúc 250 câu vô cờ ở trong cuốn sách 2000 của thầy mình. Và bây giờ chúng ta chiến tiếp 250 câu lý thuyết hữu cơ trong cuốn sách 2000. Chúng ta đã đi được 1/2 quãng đường. Thầy trò chúng ta đã đi được 1/2 quãng đường rồi các em ạ. Kèm thấy kinh không? Ngày hôm nay thầy trò chúng ta ở đây để chiến thắng. Ngày hôm nay thầy trò chúng ta ở đây để ở cạnh nhau. Chúng ta vừa chiến xong 250 câu vô cờ, và bây giờ chúng ta thẳng cánh sang 250 câu lý thuyết hữu cơ. Thầy mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em nhiệt tình comment đáp án nhiều hơn nữa để ủng hộ thầy mình. Bởi cái việc mà các em ủng hộ thầy mình nhiệt tình đấy là một cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy mình có thể chiến đấu cùng với các em. Các bạn chú ý, sáng nào thì mình cũng sẽ dậy sớm từ 5 giờ 15 phút sáng để chiến đấu cùng các em trong những ngày cuối cùng này. Câu số 1. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide, tinh bột đúng không? Câu số 2. Công thức của axit oleic là C17H33COH đúng không? Câu 3. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Nhân tạo thì mình sẽ có visco và acetat thôi nhá. Mình sẽ có visco và acetat thôi. Nên mình sẽ có là đây ạ, tơ nhân tạo là acetat. Câu 4.
Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ạ? Câu số 4 ạ. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím các em nhá? Khẩn trương nhá. Comment làm sao nhanh hơn thầy nhá. HCl làm đổi màu quỳ thành màu đỏ, áo mắt thành màu xanh. Anh này thành màu xanh. Đáp án đúng là đáp án D, glycine. Câu 5, ST nào sau đây tác dụng áo mắt thu được natri acetat CH3CONa thì nó là C. Câu 6. Chất X sinh ra hydrocarbon làm nhạt màu dịch K1O4, vậy thì nó chỉ có thể là anconitalic, khi vào H4 đặc thì nó sẽ sinh ra C2H4, 2CH4 để làm nhạt màu K1O4. Ok. Câu 7, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 7, phát biểu nào sau đây là đúng? Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh, sai. Tơ tạm nội tơ nhân tạo, sai. Visco thuộc tơ tổng hợp, sai. PVC polyvinyl chlorua được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, chính xác. D đúng. Câu 8, tinh thể X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, nhiều trong mật ong nên X là fructose. Y điều chế trong nghiệp X được điều chế phản ứng thủy phân chất Y và Y là xác. Đáp án đúng đáp án D. Câu 9, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 9 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng? Dimethylamine có công thức, sai, đúng không? Glycine là chất tính lưỡng tính, đúng. Amino acid thì lúc nào cũng lưỡng tính. 9B. 9 đáp án B. 10. Polyvinyl chlorua PVC được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Vinyl chlorua C. 11. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? B. Saccharose. 12. Benzin acetat là CH3COCH2C6H5. B. 13. Dung dịch ala gliva phản ứng với dung dịch nào sau đây? Phản ứng với HCl liên kết NHCO bị thủy phân trong môi trường axit. 14. Cho các chất sau, số chất vừa tham gia phản ứng trắng bạc, vừa hòa tan CO2 lần, có nghĩa vừa có chó mà lại vừa hòa tan được CO2 lần. Glu là 1, fruc là 2. Xác không trắng bạc được, tinh bột không, sen không, axit formic HCOOH trắng được bạc, hòa tan được CO2 lần. 1 2 3 cháu. Đáp án đúng là đáp án A. 3 cháu các em nhé. 15 ạ. Cho các chất sau, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH: ethanol không, phenol được, anilin không, phenylamoni chlorua được, kali acetat không. Vậy mình chỉ có hai anh thôi, phenol và phenin amoni chlorua. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 16 ạ. Trong các polymer sau thì những polymer có nguồn gốc từ sen, sợi bông, tơ acetat, visco, đúng rồi. A. 17. Cho các phản ứng sau. Tên thay thế của X, X no mạch hở, mùi chuối chín. Mùi chuối chín là gì ạ? Isoamin acetat, đúng không? Được chưa? Isoamin acetat. Chất X là axit hữu cơ, vậy X nó sẽ là axit acetic. Acetic. Vậy chất Y chúng ta nó sẽ là isoaminic. Được chưa? Thế mà chất X no mà cộng với H2, vậy chắc chắn nó phải là gì? Nó phải là anh này, nó phải là anh anhydride. Đấy, CHO. Thế thì anh này đánh số 1, 2, 3 thì 4, nó sẽ là 3-metin-butanan. Đáp án đúng là đáp án C. Các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, câu 17. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, câu 18. Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím? Câu 18 ạ. Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím? Nhá, làm đổi màu quỳ tím là gì ạ? Lysine, làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. 19. Trong máu người luôn có nồng độ glucid X không độ là 0,1. Thế thì chắc chắn chất X của chúng ta là glucose. 20. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Nó là amylopectin. 21. Benzin acetat, mùi thơm, công thức của benzin acetat CH3COOCH2C6H5. 1 7 7 cộng 2 là 9. C9. Được chưa? H10 C9H10 O2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 21. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Thầy mình rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment trả lời đáp án. Cái việc mà các em comment đáp án đó là một nguồn động lực không hề nhẹ mà cực kỳ, là nguồn động lực cực kỳ lớn lao để thầy mình có thể thực hiện các cái buổi live stream free dành cho tất cả bạn và các em. Các em ơi, ngày hôm nay là ngày thứ 22, sáng mai là ngày thứ 23 thì mình dậy sớm chiến đấu cùng các em. Nhớ dậy sớm chiến đấu cùng thầy mình nhá. 5:15. Câu 22, chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2. Câu 22, chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2. Thì đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Đây này, đừng để bị lé nhá, để CH3 có nối đôi này. 23. Sao bằng ngoài TX2 trước công thức phân tử thu được sản phẩm khả năng hòa tan CO2 lần tạo ra dịch màu xanh lam.
Thế thì chắc chắn nó sẽ phải là CH2OOC rồi. CH2OOC rồi. Mà anh này là C5. Vậy đầu này là H, đầu này là CH3 thôi. Và H và CH3 để đảo ngược lại thì cũng thế. Đúng không ạ? Vì vậy nên câu 23 của chúng ta đáp án là gì? 23. Sản phẩm có hòa tan lên ST2 trước nhé, tạo thành sản phẩm có khả năng hòa tan COOH 2 lần. Đây ta còn một trường hợp nữa. Đây CH2 CH3 OOCH OOCH. Đúng chưa? Vậy ta sẽ có hai công thức cấu tạo phù hợp của X. Đáp án chính xác câu 23 của chúng ta đó là đáp án D nhá. Ôi trời ơi, rất tuyên dương bạn Nguyễn Thư comment đúng này, rất tốt. Tuyên dương Nguyễn Dư, tuyên dương Tống Bảo Sinh, Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án D. Rất tốt, rất chính xác. Tỉnh đấy. 24. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng, cao su không phải trùng hợp. Thủy tinh plexiglass trùng hợp. Ni lông 6,6 trùng ngưng, ni lông 6 trùng ngưng, lapsan trùng ngưng. C. 25. 25. Đốt cháy hoàn toàn STX thu được CO2 và nước số mol bằng nhau. X chỉ có thể là ethanol, mạch thở đơn chức. 26 ạ. Phản ứng dưới đây ghi là hiện tượng phản ứng làm thí nghiệm với các chất sau. Đấy các bạn nhìn kỹ này, thầy Minh chơi là thầy Minh chơi cái thằng T. T này không kết tủa bạc. Thì không thể methylformat, không thể anhydromic được, không thể acetaldehyde được. Nhanh chưa? Giờ tiến tiếp thôi. X này, phenol này, không kết tủa, không tan, có kết tủa nước brom được. Y này, anhydromic này, có kết tủa bạc, không tan, không có kết tủa. Đúng này. Z này, không kết tủa bạc, có màu xanh lam, chính xác là glycerol. À luôn. Đấy, kỹ thuật là chúng ta làm từ dưới lên các em ạ, thì nó mới nhanh nhá. Câu tiếp theo. Ôi giời ơi, nhiều bạn đi ngủ rồi. Nào các em ơi, các em chào địch thủ của các em đi ngủ đi nhá. Chúc tất cả các địch thủ đây ngủ có một giấc ngủ thật ngon. Và các bạn ở đây, các bạn còn lại ở đây thì các bạn sẽ chiến đấu cùng thầy Minh cho đến hơi thở cuối cùng. Ai chiến đấu cùng thầy Minh đến hơi thở cuối cùng chấm cái quyết tâm. 27 ạ. ST nào sau đây phản ứng trắng bạc? Vậy nó phải có đầu HCO. 28. Polymer nào sau đây cấu trúc mạch phân nhánh? Amylopectin. Amylopectin. 29. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? Chất hữu cơ là CH4. 30. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thì thấy kết tủa màu trắng. 31. Phát biểu nào sau đây sai? Ethyl format phản ứng trắng bạc. Chính xác nhá. Đấy, chúc các bạn ngủ ngon nhá. Các bạn ngủ ngon nhá. Rồi. Còn lại ở đây chúng ta chiến với nhau các em nhở. Câu 31 ạ, phát biểu nào sau đây là sai? Ethyl format trắng bạc đúng, thủy phân ethyl acetate thu được ancol methylic sai lè luôn. B. 32, cho các chất sau số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Ethyl acetate là 1, tripamethyl là 2, xác không? Ethyl amin không? Gala có 3 cháu, đáp án đúng đáp án B. 33, một câu cực hay luôn. Có nhiều bạn bảo thầy chẳng có câu nào khó mày. Đây các bạn comment cho thầy đáp án câu 33 đi, các bạn chọn câu 33 đáp án gì? Có bao nhiêu công thức ạ? STX đa chức C6H10O4 tác dụng với NaOH thu được sản phẩm. Thu được sản phẩm gồm một muối của axit carboxylic và ancol Z, biết X không phải là tham gia phản ứng trắng bạc. Công thức cấu tạo là, thế bây giờ mình xây dựng thôi. Đa chức một muối nhá và một ancol nhá. Thì bây giờ trường hợp số 1 là đi từ COO này, COO này, C6H10 này là no rồi. Thế anh này còn là gì ạ? C2H5. C2H5 một nhá. Tiếp tục nhá. COO này, C này, C này, C này, OO này, CH3 này, CH3 này. Đây là 2 nhá. Được chưa? 2 được chưa? Tiếp tục đến 3 này. COO này, CH3 này, C này, C này, C này, OO này, CH3 này. Được chưa? 3 chưa? 3 chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Đây là mình vừa hết xong cái bọn mà ST2 chức được tạo bởi từ axit 2 chức. Rồi, bây giờ sang từ ancol 2 chức này. CH2 OOC CH2 OOC. À, đề bài còn nói chúng ta là cái bọn axit này là X không phản ứng trắng bạc, ST này không phản ứng trắng bạc nên không có HCO luôn. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4 rồi. CH3 CH3
hết rồi, bởi vì nó không trắng bạc nên nó chỉ dừng lại ở đây thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là mấy ạ? 4, đúng không? Đáp án chính xác câu 33. Đáp án chính xác của chúng ta là 433. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Bà Tự. Bà Tự hay chưa các em? Hay chưa? Bà Tư nhá. Bà Tư các bạn nhá. Cùng chiến đấu với thầy, bà Tự. Z là đâu? Z vào CH2 lần dung dịch. Có nghĩa là dung dịch màu xanh đấy. Z đây. Glu được. Glu được, ethyl format bỏ, glu được, bỏ C. T brom kết tủa trắng. Phenol được. Acid acrylic bỏ. Anilin được. Bỏ B. Đấy, Y quỳ tím chuyển sang màu. Chuyển màu, Y, Y đây. Lysine quỳ tím chuyển màu, ethyl format không được. Bỏ, đáp án đúng đáp án A. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng đây là quá nhanh, quá an toàn các em ạ. Đây là quá nhanh, quá an toàn. Thầy cho Đức Toàn nhá. 35. Cho các chất sau, số chất tác dụng với nước brom ở điều kiện thường. Metan 0, ethylene 1, butan 1,3-dien 2, benzen 0, toluene 0, styrene 3, phenol 4, metin acrylat 5, 5 cháu. Đáp án đúng là đáp án A. 36. Cho các chất sau, số chất phản ứng với HCl. Metinamin 1, anilin 2, metinamoni clorua 0, natri acetat. Có nha. Câu 36 là 3 cháu nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 37 các em ạ. Câu 37 phải thật nhanh. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide X. Vậy X là glucose. Hydro hóa thì thu được sorbitol. Vậy đáp án đúng là glucose và sorbitol. À, quá kinh khủng. 38 ạ. 38 các bạn, bạn chọn đáp án gì ạ? Thủy phân STX mạch hở, công thức phân tử là C4H6O2. Sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Vậy thằng này HCOO, C nối đôi C gạch C 1. HCOO, C gạch C nối đôi C là 2. Đầu HCO là được mà. Đúng chưa? Cứ đầu HCO là được. Ấm áp luôn, đúng không? HCOO, C gạch C nối đôi C là 3. CH3COO, C nối đôi C thì anh này thủy phân sinh ra CH3CHO. Đấy, vậy chúng ta tổng cộng có 4 anh. 38 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. C nha các em nha, ngon lành cành đào nha. 39 ạ. Cho các polymer, số polymer tổng hợp vinyl chloro là 1, cellulose là thiên nhiên rồi, caproamid là 2, styrene là 3. Anh này là bán tổng hợp rồi. Ni lông sao sao là 4, 4 anh, D. 40 ạ. Úi trời ơi, khó. 40 khó. 40 khó đấy. NTX có công thức phân tử C6H10O4, xà phòng hóa an toàn X bằng NaOH thu được 3 chất hữu cơ IZT. Y tác dụng với CH2 lần tạo dịch màu xanh lam. Nung nóng Z, vậy được xu được C4, vậy Z chúng ta nó sẽ là CH3COONa. Được chưa? Z không là mất máu dịch brom, đúng. Đề bài hỏi sai. Buồn thế. Đề bài hỏi sai các em ạ. Câu 40 ạ, đề bài hỏi sai. Tí ăn được, xem nào. Bây giờ y tác dụng với CH2 lần tạo ra dịch màu xanh lam mà là ST2 chức no. Vậy mình thử xem anh này. OOC CH3 1 2 3 4 5. OOC H nhá. Đúng màu xanh lam chưa? Nung nóng này, thỏa mãn này. Nhưng mà Y, suy ra Y của chúng ta là C gạch C gạch C gạch OH gạch OH. Đề bài nói đây, Y mày các con phân nhánh sai chưa? B sai luôn. Ấm luôn các em ạ, phải tinh ý như thế. 41 ạ. 41 ạ. 41 ạ. 41 đáp án đúng chúng ta là án gì ạ? Ơ sao lại có bạn spam trong này nhỉ? 41 ạ. 41 đáp án gì ạ? Đây, chặn tài khoản. Rồi, câu 41 ạ. 41 các bạn chọn đáp án gì nào? 41 ạ, 41 các bạn chọn đáp án gì ạ? Khẩn trương ạ.
41 ạ. Sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn làm giảm mùi tanh. Đúng. Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo. Sai. Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Cao su sau khi lưu hóa tinh thần đúng. Làm trứng muối ngâm trứng trong dịch NaCl bão hòa sẽ hiện tượng đông tụ protein. Đúng. Thành phần chính bông nõn là sen. Đúng. Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt có thể bôi vôi tôi vào vết kiến đốt. Đúng. Một, hỏi đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng. A. Câu 41 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A nha các em nhá. 41A. 42. Nguyên nhân chính do trong khói thuốc lá chứa nicotine. A. 43. Ankin, công thức chung là CnHNO2. C. 44. Tên thay thế của ancol, công thức tấu gạo thu gọn propan 1 ôn. 45. Chất nào sau đây phản ứng trắng bạc? CH3, CHO. 46. Số dung dịch trong phản ứng được với phenol. Phenol có tính axit yếu, NaOH là 1. HCl không được. Gọi NaHCl3 không được, NaNO3 không được, Br thôi, hai cháu. B. 47. Trong quá trình làm món xấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch là sao để giảm vị chua? Giảm vị chua thì là giảm tính axit. Đúng không ạ? Giảm vị chua thì là giảm tính axit. Vậy giảm tính axit là chúng ta sẽ sử dụng gì? Nước vôi trong nhá. A. Bị ốm mất sức thì chất trong dịch truyền có tác dụng trên, đó là glucose. 49. Số este có công thức C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường kiềm. Thủy phân môi trường axit thì thu được axit formic. Axit formic là HCO nên nó là 0 cộng 3. 0 có 1, 3 có 2. Vậy 1 x 2 bằng 2. Vậy 2 đáp án đúng là đáp án B. Câu 49 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 50. Thủy phân 1 triglyceridic bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natriolate là 1 gốc, natriesterate là 2 gốc. Vậy mình sẽ có này 1, 2, 2, 2, 1, 2. Vậy 2 thằng X thỏa mãn tính chất trên nhá. Câu 51 ạ. Câu 51 ạ. 51 ạ. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? Thì để trùng hợp tạo thành PVC thì nó đi từ vinin clorua. Đáp án chính xác đáp án A. 52. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 là đáp án C. Quyết tâm nhá. Quyết tâm chinh phục 500 câu. Bây giờ chúng ta là đến câu bao nhiêu rồi? 300 rồi. Chúng ta còn, chúng ta đã đi được 3/5 quãng đường rồi. Chúng ta chỉ còn 200 câu nữa thôi các em. Cố lên. Ngày hôm nay sẽ ghi dấu thầy mình và các em cố gắng chiến đấu hết mình. Câu 5 bạn. Khi nói về protein năm bạn. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu biure. Protein có phản ứng màu biure. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo nên dịch keo. Sai luôn. B. Này, nếu mà tất cả protein đều tan trong nước tạo nên dịch keo, có nghĩa là cái tóc của thầy mình gội đầu phát là nó thành chọc lốc luôn nhá. 54 ạ. Cho triolein, cho triolein lần lượt tác dụng với các dung dịch, số trường hợp có xảy ra phản ứng là. Triolein là có nối đôi CC nhá, không phản ứng NA. Tác dụng H2 là 1, tác dụng NaOH là 2. Hai cái thôi. C. 55. Cho dãy các dung dịch không làm đổi màu quỳ tím nhá. Thằng này đổi màu phenol thôi. C. 56. Este phản ứng trắng bạc. A. Đầu HCO. 57. Cho các chất, số chất tác dụng với NaOH trong dung dịch. Anilin không tác dụng. Sắc không, gly 1. Axit glutaric 2. B. 58. Kết quả thí nghiệm 58 ạ. Kết quả thí nghiệm sau ghi ở bảng sau. Các chất XYZ nào, các chất XYZ lần lượt là, các chất XYZ lần lượt là X vào dung dịch Y2 có màu xanh tím. À, tinh bột là đúng rồi. Etiformat bỏ, anilin bỏ. Tinh bột được, Y tráng được gương, anilin bỏ, đáp án C. 59 ạ. 59 ạ. Đun nóng axit acrylic với alkylnitric thì ta thu được este là ancol gì? Là etin acrylat, đúng không? B. Bỏ. 60. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Tinh bột. 61. Sen. Công thức của sen C6H10O5 tất cả nào lần. 62. Chất nào sau đây không làm mất màu dịch brom? Metan. 63. Tên gọi hợp chất CH3COH là acid acetic. D. 64. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là mất màu dung dịch brom? Ethylen có nối đôi CC. Đúng không ạ? Nhanh lên game, phải thật nhanh nhá. Câu 65. Trùng hợp ethylene thu được polymer có tên gọi là polyethylene.
A 66 PVC cháy thì cái khí độc là HCl. 67 glucose công thức của nó là C6H12O6. 68 chất nào sau đây ăn côn no đơn chức mạch thở là D C5H. 69 thủy phân ethanic trong NaOH thu được, vậy thì nó sẽ là CH3COOCH5D70. 70 mới căng đấy. Các bạn vừa nghe thấy mình rap hóa không? Kinh chưa? Thi thoảng lại rap phát nhỉ. Thi thoảng ru ngủ rồi lại rap phát cho các bạn sốc. 70 thủy phân hoàn toàn một mol peptide X, vậy nó sẽ có là Gli2 Ala2 Va1. Thu được Gli Alava, vậy là bộ vẫn cứng nhất là Gli Alava. Vậy ta còn một thằng Gli nữa và một thằng Ala nữa, vậy mình sẽ có là sắp xếp với nhau là ba giai thừa. Ba giai thừa thì đáp án đúng chúng ta là 6D nha các em nhá. 70 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 71 cái bọn này mà ai mà ôn in vào D là ấm đấy nhỉ. Ai ôn in D là ấm đấy, đúng không? Câu 71 chất X Y Z nào. Câu 71 chất X Y Z lần lượt là X và quỳ tím. Quỳ tím chuyển màu xanh, anilin bỏ. Đúng không? Anilin bỏ. ATM glucose bỏ. Y vào AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa bạc. Vậy bỏ anilin tiếp. Z nước brom kết tủa trắng, vậy nó chỉ có thể là B. B bỏ. 72. Chất nào sau đây gọi là đường nho? Glucose. 73. Este công thức phân tử C4H8O2. Đây ta sẽ có 0 cộng 3 1 có 2. Đây tổng cộng 2 này. 2 cộng 2 có 1. Vậy có 1. Cuối cùng là 1. À đâu xuất hiện à, 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1 có 1 nữa. Vậy 2 cộng 1 cộng 1 là 4. C. 74 polymer thiên nhiên tạo iốt có màu xanh tím, vậy thì nó chỉ có thể là tinh bột mà thôi. Ấm áp nhá. 75 ạ. 75. Các bạn ơi, các bạn comment làm sao nhanh hơn thầy đi. Comment tốc độ vào, nhanh hơn thầy vào, nhanh nữa vào. 75 ạ. Chất có phản ứng màu bí hồ rê thì nó là gì ạ? Protein. 76 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 76 phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Sai anilin không? Nhiệt độ thường các amin đều tan nhiều trong nước. Sai anilin ít tan. Rửa sạch ngỗng nghiệm của dính anilin dùng dịch HCl. Chính xác. 77 danh cùng các chất đều tác dụng với NaOH và dung dịch HCl. Các bạn lưu ý này, Z là không tác dụng, đúng không? Z là không tác dụng với cả NaOH và HCl. Vậy cứ thằng nào có Z bỏ. Đấy, dễ rồi. Đáp án B. 78 phát biểu nào sau đây không đúng? Este dễ tan trong nước. Sai luôn. Este làm sao mà dễ tan trong nước được? Sai lè luôn, đúng không ạ? 79 ạ. Đấy, bây giờ lại sử dụng cái chiều để mình làm ngược dưới lên. Z nước brom kết tủa trắng, anilin kết tủa trắng, đúng chưa? Glucose không, đúng không? Đấy, từ từ bình tĩnh. Z là anh gần cuối cơ. Đây cơ mà, đây là anh Z này. Nước brom xác không được, xác không được. Glu không được, đúng không? Vậy nó chỉ có thể là anilin anh này là Z này. T quỳ tím chuyển màu xanh, etinamin màu xanh này. IAgNO3 kết tủa này, được này. XY màu xanh lam, chính xác này. Vậy à luôn. Đấy, các bạn thấy tuyệt chiêu làm từ dưới lên của thầy không? Rất nhàn nhá. Rất nhàn. Câu tiếp theo ạ. 80 polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Polyvinyl clorua, đúng không các em? Dễ ạ. 81 sản phẩm phản ứng este hóa giữa ancol metilic và acid propionic đó là metin propionate. B nhá. 82 dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? Anilin. 83 chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Nào 83, chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Sao bạn hỏi 74 ạ? Úi giời, bây giờ hỏi 74. Đáp án A tinh bột. Tạo với iốt và chất màu xanh tím mà, thì nó là tinh bột. Nào, 83 chất nào sau đây phản ứng với NaOH trong dung dịch ạ? 83 nào các em? Chất nào sau đây phản ứng với dịch NaOH trong tinh bột ạ? Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch ạ? Gliala có, glycine có, metinamin, đúng không? C. 84 oxy chiếm 32% về khối lượng. Thế oxy là 32 chia cho 0,32 bằng 100.
Vậy este này đi từ acid acrylic nó sẽ là C2, H3, CO, CH5. Dễ. 85. Số chất trong dãy phản ứng với NaOH. Tripamidin là 1, acid amino acetic là 2, alagliglu là 3, ethyl propionate là 4. B. 4 cháu, đủ hết luôn. 86. Phát biểu nào sau đây là sai? 86 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Làm sao phải comment nhanh hơn thầy game ạ? Comment phải làm sao nhanh hơn thầy nó mới VIP, nó mới xịn. Phát biểu nào sau đây sai? Protein là cơ sở nên sự sống, đúng. Protein có phản ứng màu biểu đây, đúng. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác acid base hoặc enzyme, đúng. Protein đơn giản là hợp chất có tối đa 10 liên kết peptide. Câu 86 ạ. Câu 86 ạ. Đáp án sai chúng ta là đáp án B. Câu 87. Sao hóa hoàn toàn công thức phân tử của X. Và đếm này. 2C cộng 2C là 4. 4 cộng với 2 nữa. Đúng chưa? Là 6, C6. Được chưa? Ô chắc chắn là O4 rồi. Hai chức mà, O4 nên O2 bỏ. Được chưa? Trong này có một nối đôi CC này. Trong này có một nối đôi CC này. Thầy vẽ cho các em nhìn nhé. COOCH nối đôi CH2. COOCH5. Bao nhiêu H đấy? H8 nhá. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án gì? Câu 88. Ơ câu này bị trùng à? Vẫn oxy chiếm 32% về khối lượng, với nó là CH3COCH5 bị trùng. Các chất và tác dụng với NaOH đun nóng, câu này bị trùng. Tripamidin acid. Thế là bọn này bị trùng. Đấy, chỗ này bị trùng mất tí. 90. Sai là B. 91. 91 ạ. Vừa nãy có mấy câu bị trùng nữa các em. Vài câu chỉ bị trùng thôi. 91 phát biểu nào sau đây là đúng? 91 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Sen có giúp mạch phân nhánh. Sai lè nó bẩn. Xác là mất màu do dính nước brom. Sai tiếp. Glu bị khử. Glucose thì AgNO3 đóng vai trò là chất oxy hóa. Thì glucose đóng vai trò là chất khử thì nó phải là bị oxy hóa. Sai. Amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh, đúng. 92. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là thủy phân vinin acetat bằng NaOH đun nóng thu được natri acetat và formaldehyde. Sai. Polyethylene để điều chế phản ứng trùng ngưng. Sai và trùng hợp. Điều kiện thường anilin chất khí. Sai. Chất lỏng. Sen thuộc loại polysaccharide, đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin thu được alpha amino acid, đúng. Ở điều kiện thích hợp triolin phản ứng cộng H2, đúng. 3 phát biểu đúng. A. 93. Một mol glycerol một ra được một mol natri palmitat và hai mol natri oleat. Vậy nó có 5 cái pi, đúng. 2 pi CC và 3 pi CO. Hai đồng phân được cấu tạo, đúng. P O O O O P, đúng tiếp. Mất màu 2 mol brom, đúng. Công thức này là sai, sai lè luôn nhá. 93. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 94. Đếm này khó này. Khó và khoai này. Kinh khủng chưa? 94. Số phát biểu đúng. Chất béo trieste của glycerol với axit béo, đúng. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, đúng. Glucose thuộc monosaccharide, đúng. Este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol, sai. Nó có thể tạo thành hai muối và nước. Đó, ví dụ như este của phenol. Tất cả các peptide đều phản ứng với sự hoạt động cho ra sai, nó phải là đi từ tripeptide trở lên. Dung dịch xác không phản ứng trắng bạc, đúng. Mình có 4 nhận định đúng, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 94, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 95. Amon este vừa tác dụng vừa đủ, vậy chắc chắn nó là este của phenol. Tỷ lệ 21. Không phản ứng trắng bạc. Đấy, este của phenol mà không phản ứng trắng bạc, vậy nó phải là CH3COO C6H4, đúng chưa? CH3 đủ chưa? Anh này có đồng phân octo meta para này nhá. Được chưa? Tổng cộng có 9, được chưa? Ấm chưa? Đúng H10 nhá. Tiếp tục ạ, không phản ứng trắng bạc mà. Thế mình còn nữa, C2H5COOC6H5, đúng chưa? Thằng này không OMP. Vậy tổng cộng chúng ta có mấy? Câu 95 chúng ta có 4, đúng không ạ? Các bạn nhìn rõ chưa? Chúng ta có 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Tỉnh táo nha các em nhá. Tỉnh táo nha. Phải thật sự tỉnh táo. Chúng ta sang phần 2 rồi. Câu 96 nào. Chúng ta chuẩn bị chỉ còn 150 câu nữa thôi các em ạ.
Chúng ta chuẩn bị chỉ còn 150 câu nữa thôi. 500 thầy trò chúng ta giải được 350 câu rồi. 96. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide X thu được 3 mol Gly. Gly 3, Ala 1, Va 1. Thủy phân không hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Ala Gly ghép thôi. Gly Ala có một gốc Ala, vậy Gly đứng trước Ala. Gly Gly Ala, đấy. Được chưa? 3 Gly nhá, 1 Ala nhá, thiếu 1 Va. Không có Va Gly, vậy chắc chắn sẽ có Gly Va. Vậy amino acid đầu N chúng ta là Gly, đầu C chúng ta là Va. Gly và Va, đáp án đúng đáp án D. 96, đáp án chính xác chúng ta đáp án D. Rất dễ luôn. Câu 97 ạ. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với thuốc thử ghi ở bảng sau. Nhá. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT được ghi ở bảng sau. X quỳ tím chuyển màu hồng. Hồng, 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 bỏ. Y iốt màu xanh tím. Tinh bột, glu bỏ. Z agro 3 kết tổ bạc. Anilin bỏ, glucose được, nước brom kết tổ trắng. B. 98 công thức phân tử của dimethylamine. CH3 NH CH3. Vậy công thức đó sẽ là C2H7N. B. 99 xà phòng hóa thì thu được muối là CH3CONA. C. 100. 100. Xong câu 100 này thầy trò chúng ta chỉ còn 150 câu kìa mà. 150 câu nữa. Tơ nào sau đây? Nào, tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Tơ tằm. Tơ tằm có gì? Tơ tằm ấm luôn nhỉ. 101 dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Fructose. 102 phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng, đúng. Amino acid hợp chất hữu cơ tạp chất, đúng. Glycine không làm đổi màu phenol và tallin, đúng. Anilin tác dụng brom kết tụ màu vàng, sai. Màu trắng, D. 103. 103 đáp án gì ạ? Phải comment thật nhanh kèm nhá. Luyện phản xạ hóa học là ở đây. Sac và glu thì đều có phản ứng gì? Sac và glu thì đều có phản ứng tác dụng với CO2 hai lần. C. 104. 104. Ui, uống hết nước rồi. 104. Cho các chất, số chất tham gia phản ứng thủy phân. Sac là 1, glu 0, ethylformate là 2, glyam là 3, 3 cháu C. 105. 105 ạ. 105 chọn đáp án gì nào kìa? Kinh không? 105 ạ. Thủy phân không hoàn toàn peptide Y. 105 ạ. Thủy phân không hoàn toàn peptide Y, mạch thở thì thu được sản phẩm trong đó chứa các dipeptide Gly, Gly và Ala, Ala. Đấy, thu được muối và nước. Xong tức là thế thì mình có Gly, Gly, Ala, Ala và A, A, G, G. Đúng không em? Vậy câu 105 của chúng ta là đáp án gì ạ? Câu 105 của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Chỉ có hai anh, pin yếu mất rồi. Kinh, con này pin đã đi mượn điện thoại rồi mà pin vẫn yếu. 106 ạ. Chất X tác dụng dung dịch ná mắt vừa đủ. Nào, 106 đó. Chất X tác dụng với dung dịch ná mắt vừa đủ thì thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 thu được chất hữu cơ T. T tác dụng ná mắt lại thu được Y. Loằng ngoằng nhỉ. Bây giờ cứ giả sử đi, nếu mà thằng T tác dụng ná mắt lại thu được Y, vậy T Y bằng số C, đúng chưa? Vậy suy ra Z với lại Y bằng số C. Để đầu tiên nó cứ bằng số C đã. Vậy giờ thằng này là bằng này. Mình thử cách này nào. Tác dụng ná mắt thu được Y Z CH3 COONA và CH3 CHO thì anh này tráng gương thì thu được CH3 COONH4. Được chưa? Tác dụng NaOH thì lại quay lại thành CH3 COONA. Ấm luôn đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án A. Chọn luôn 106, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A kèm nhé. 107. Kết quả thí nghiệm làm từ dưới lên đi. T nước brom kết tủa trắng. Anh ấy bỏ này. Anilin được, lysine bỏ này, được này. Z màu xanh lam. Ethylformate không được, glucose chọn D luôn. 108. Trong phân tử Gly-Ala, amino acid đầu C. Đầu C là Ala chứa nhóm COH C. 109, chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glycerol? B, tristerin. 110, phân tử chất nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H thì nó là polyethylene, đúng không? Rất dễ nha các em nhá. Rất dễ thôi.
Được chưa? Ok nhá. Sẽ nhá. 108 đáp án C, 109 đáp án B. Được chưa? 110 đáp án D, 111. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây? Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được glucose. 112 phát biểu nào sau đây là sai? 112 phát biểu nào sau đây là sai? Glu và xác đều là carbohydrate, đúng. Trong dịch glu và fructose hòa tan được siêu hóa lần, đúng. Glu và xác đều phản ứng trắng bạc, sai le luôn. C. 113 số chất bị thủy phân trong môi trường axit nhá. Ethyl format là 1, glucose 0, xác là 2, tinh bột là 3, glycine 0. Ba cháu, đáp án chính xác là đáp án D. 114. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit glyba này, ala 1 này, va 1 này. Thu được sản phẩm trong đó có ala gly, vậy ala đứng trước gly có này. Gly đứng trước ala có này. Gly glyva này, vậy là a luôn. 114 a luôn, glyba ala v. 115. T nước brom kết tủa trắng, anilin kết tủa trắng hồi thành 1 không được. Lòng trắng trứng không được, được chưa? Z vào siêu hóa lần màu tím, màu tím thì là lòng trắng trứng rồi, hồi tinh bột không được, vậy là A luôn. Ấm luôn, 115 đáp án A, ấm luôn các em nhá. Nhanh chưa? Phải nhanh, phải thật nhanh. 116. STX có công thức phân tử là C8H8O2. X tác dụng là hóa thu được sản phẩm 2 muối, vậy nó là este của phenol. Đầu tiên là HCOO C6 H4 CH3. Anh này có O M V đúng không? Đúng phân vị trí. CH3 COO C6H5. Vậy chúng ta có 4. Câu 116 của thầy trò chúng ta có 4. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 117 ạ. Cho 3,6 gram FeO. Chúng ta sẽ tìm được số mol FeO. 3,6 chia cho 3,6 chia 72 game nhỉ. 3,6 chia 72. Bật cái máy tính lên đã. 3,6 chia 72. Bạn đợi thầy xíu, thầy bật cái máy tính lên. 3,6 chia 72 bằng 0,05 mol. Phản ứng vừa đủ với HCl thì nó sẽ ăn đến 0,1 mol HCl. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta, của thầy trò chúng ta, đó là đáp án gì? Đáp án chính xác của thầy trò của chúng ta, đó là đáp án gì ạ? C, 0,1. Đúng không? C, 0,1. Rất dễ dàng rồi. 118, tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Đi từ tơ visco các em nhá. Đi từ tơ visco. Ok chưa? Câu 119. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích thì chất X của chúng ta nó sẽ phải là glucose. B. 120 số liên kết peptid. 1 2 3. Đây có gly 3. B. 121 chất nào sau đây không phản ứng với H2 xúc tác niken? Không phản ứng. Trilin có, glucose có, pamitin no rồi. 122 nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát là nước brom có tiết tủa màu trắng. 123 số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. Ethyl format anilin 0, glucose 0, glyala có 2. 124 số phát biểu đúng là 124 số phát biểu đúng là phân tử sen được cấu tạo từ gốc fructose, sai. Fructose không phản ứng trắng bạc, sai. Amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh, đúng. Câu 125. X mạch hở công thức phân tử C4H6O2 đun nóng amon trong nửa mắt vừa đủ thu được dung dịch Y tác dụng AgNO3 thu được 4 Ag thì chứng tỏ là cái thằng X này nó phải thủy phân ra. Hai cái thằng đều có khả năng tráng được gương HCOOH và C2H5 CHO. Amon X thì ra được A thằng này thì đều ra 4 Ag hay là 4A. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án A. 126. 126 ạ. Chơi từ dưới nhá. T sẽ có 2 lần màu tím. Axit acetic bỏ. Hồi tinh bột bỏ. Đúng chưa? ZI2 màu xanh tím. Vậy là hồi tinh bột. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Ấm áp luôn. 127. 127 ạ. 127. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Nào 127 ạ, bao nhiêu phát biểu đúng? 127 ạ, bao nhiêu phát biểu đúng? Trong một phân tử triolein, trong một phân tử triolein có 3 liên kết pi, sai chưa? Nó có 6 pi, 3 pi CO, 3 pi CO và 3 pi CC cơ mà. Thấy chưa? Sai. Sai lè nhá.
sai lè luôn. Hydro hóa hoàn toàn chất béo lỏng, thu được chất béo rắn, đúng. Cellulose trinitrat dùng là thuốc súng không khói, đúng. Polymethyl methacrylate được chế tạo thủy tinh hữu cơ, đúng. Ở điều kiện thường, ethylamine chất khí tan nhiều trong nước, đúng. Thì phân xác chỉ thu được glucose, sai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7, 4 cái đúng. Đáp án C, 127. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok nhá. 128, thì phân hoàn toàn tetrapeptide. Gliala, gliala này. Feva, thằng này không có này. Gliala này, feva này. Alafe này, có luôn, D. 129, tên gọi khác của ethanol, anconetilic. 130, chất nào sau đây là amin bậc 3? 130, chất nào sau đây là amin bậc 3? Amin bậc 3 chúng ta là gì? CH3 3 lần N. 131, xà phòng hóa thu được glycerol, tristerin. 132, PVC thì đi từ vinin clorua, A. 133, phân tử của ethylen, C24A. 134, X phản ứng với Na, NaOH, NaCO3, vậy nó là axit. Mà axit mà phân tử khối là 60, vậy cho nó chỉ có thể là CH3COH, đáp án C. 135, tên gọi metin propionate, đáp án đúng đáp án B. 136, axit formic thì được nên chọn axit formic trong lọc kiến. Bôi cái chất nào thì để nó trung hòa được axit formic, thì trung hòa bôi một cái chất để mà trung hòa được axit formic thì nó chỉ có thể là gì ạ? Nó chỉ có thể là vôi tôi. Đúng rồi, nay học rap hóa mà thì chả đọc rap. Hello Nguyễn Đức Minh. Ôi giời, Nguyễn Đức Minh bây giờ mới vào học đã sắp xong rồi em ạ. Học sinh lớp offline gì mà vào học đuối thế. Sắp xong rồi. Chuẩn bị còn có 100 câu nữa giờ mới vào học thì còn nói năng gì. Hãy comment nhiệt tình đi. Câu 137, cho dãy các chất số chất làm mất màu nước brom cứ có nối đôi là có. Một anh nối đôi CC nhá. Không được. Hai anh, ba anh, bốn anh. À. Câu 138, polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ưng? Trùng ưng là polyhexamethylene adipamid B. 139, cho các chất số chất thuộc loại polysaccharide, tinh bột là 1, sen là 2, glu 0, fruc 0, sac 0, hai cháu. 140, dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. X có thể là nó phải có hai nhóm COH, một nhóm là RH. D. 141, ETX mạch thở, công thức phân tử C6H10O2. Đấy, công thức phân tử C6H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z. Y tác dụng dung dịch HCl, hoặc cho Z tác dụng dung dịch brom, đều thu được chất hữu cơ T. Vậy điều này chứng tỏ Y và Z có cùng số C. Đúng chưa? Y và Z có cùng số C. Vậy mà thằng Z lại tác dụng nước brom, vậy Z phải là phenol, à, Z phải là anhít. Thế thì mình nhìn này, anh này, hai thằng này cùng số C này. Tác dụng này thì mình sẽ thu được anh CH3CH2COONa. Anh này thì thu được là CH3CH2CHO. Đúng chưa? Vậy Z tác dụng nước brom thì ta thu được C2H5COH. Anh này tác dụng HCl thì cũng ra C2H5COH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 141, đáp án chính xác của chúng ta. Câu 141, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 142, cho dãy các tơ sau, số tơ thuộc loại polyamid. Không được, caprông là 1, nitrông không được, visco không được, nilon 6, nilon 6 phải 6, 3 cái, C. 143, 143, phải thật nhanh các em nhá. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh. Cái việc mà các em comment đáp án nhiệt tình đấy và chia sẻ lại buổi học này thì đấy là một cái lời động viên cực kỳ to lớn để thầy Minh có những cái buổi live liên tục cùng với các em vào buổi sáng 5:15 và các buổi tối thứ ba và thứ bảy nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá. Nhớ sáng mai dậy sớm đấy. Câu 143, cho sơ đồ chuyển hóa sen thì phân nước thì x là glu, bỏ glu cộng a gno 3 trong nửa 3 tạo thành ammoni gluconat chứ. Đây là amino là sai rồi. Ammoni gluconat. XYZ, X là glu này. Y là ammoni gluconat. HCl là acid gluconic. Chỗ này ghi lỗi. Ammoni. Nhá. Ammoni. A nhưng phải sửa thành ammoni các em nhá.
A nhưng phải sửa thành Amoni. Đúng không ạ? Đấu sáng chứ, 5 giờ 15 phút sáng dậy sáng sớm học bài. Ba dung dịch, sáng nào thầy cũng livestream vậy. 22 ngày nay rồi, mai là ngày thứ 23. Ba dung dịch này thì đều phản ứng với anh nào? Thì đều phản ứng được với HCl thôi. Dễ ạ. 145. Etin acetat, công thức etin acetat. Đấy, công thức đây. Etin acetat B. 146, trùng hợp propylen thu được polypropylen. A. 147, chất nào sau đây tác dụng AgNO3 trong NH3. Propin, tại vì có H linh động. Đây này. 148, công thức phân tử của ethanol CH6O. 149, Frug C6H12O6. 150, số dung dịch làm đổi màu phenol phthalein. Đổi màu phenol phthalein là nó phải có tính kiềm các em nhé. Đổi màu phenol phthalein là nó phải có tính kiềm. Đâu thầy tắt mic đâu? Mic vẫn nói mà. Mic vẫn nói là mầm chứ nhỉ? Đưa anh ơi nghe không? Các em nghe thầy nói không? Alo alo alo, các bạn ơi nghe nó thầy nói không? Các bạn bảo thầy tích tắt mic. Anin không làm đổi màu nhá. Nghe thấy đúng không? Đấy, tất cả các bạn đều nghe thấy. Thế thì chắc là loa của bạn có vấn đề rồi. Chắc là hôm nay nghe thầy livestream nhiều quá nên nó bị cháy loa rồi. Khổ thân. CH3 nó thay đổi màu nhá. Một cái này, anh này nó thay này đổi màu hai cái này. Thằng này không đổi màu do thằng này là trung tính, đúng không? Hai cái thôi. C. Các em ơi, chúng ta chỉ có 100 câu nữa thôi. Chiến đấu hết mình. Vì màu cờ sắc áo có 100 câu. Thế mà lúc nay có đứa nào nó bảo thầy livestream đến 12 giờ. Thầy đã ghi rõ rồi thầy, hôm nay là ráp hóa. Ráp hóa mà. Ráp hóa là chúng ta bắn như hát luôn. Các em thấy không? Nào tiếp tục. 151, thủy phân ETX thu được, vậy nó là CH3COCH3. G. 152, chơi dưới lên Z nước brom kết tủa trắng. Cháu này không được, anilin được, format không được. Đấy chưa? AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa bạc. Gì đấy? Thằng này không kết tủa bạc được. Thằng này không được ethyl format, chọn an luôn. Đấy các bạn nhớ kỹ thuật nhá. Làm từ dưới lên. 153. Thủy phân một mol peptide mạch hở thu được đầy Gly2, Ala1, Va1. Mặt khác thủy phân không còn X thu được hỗn hợp các amino acid trong đó có Ala Gly. Đúng chưa? Và Gly Va. Gly Va. Mình có trường hợp Gliva ở đây. Đúng chưa? Ala Gly nhá, Gliva nhá. Mình còn trường hợp là Gliva này, Ala Gly này. Đúng chưa? Mình còn trường hợp nữa đấy. Mình còn trường hợp nữa. Ala Gly này, Gliva này. Đấy thì thằng G đứng trước Ala này. Được chưa? Hoặc là Ala Gly này, Gliva này, thằng G đứng sau này. Được chưa? Vậy tổng cộng chúng ta có mấy ạ? Câu 153. Câu 153 chúng ta tổng cộng có 4 nhé. Thầy vừa vẽ cho các bạn nhìn xong. 4 luôn. Đáp án ấm áp của chúng ta là đáp án 4. Kinh chưa? Xịn chưa? Câu 154. Nhận xét nào sau đây là không đúng về tơ này, ni lông 6. Bền trong môi trường axit và kiềm là sai. Nó là tơ polyamide. Cái liên kết NHCO này kém bền. 155. Công thức của triolin C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. 156, dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh thì nó là CH3NH2. 157, chất nào sau đây thuộc disaccharide D saccharose. 158, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo là visco và acetat. 159, một mol này hòa tan hết này, nhỏ tiếp này, chất X tráng được bạc. Chất X tráng được bạc thì bỏ anhydride formic. 160, este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol metilic. Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol metilic thì nó chỉ có thể là C. Đuôi. 161, phát biểu sai. Ni lông 6,6 ạ. Ni lông 6,6 được điều chế phản ứng trùng ngưng đúng. Cao-su lưu hóa mạch cấu trúc không gian đúng. Nitron trùng ngưng sai, nitron phải trùng hợp. Sai C. 162, phát biểu đúng. Lysine có một nguyên tử nitơ sai, hai nhóm NH2 2 nitơ. Anilin chất lỏng tan nhiều trong nước sai, tan ít trong nước, đúng không? Anilin là tan ít trong nước. Phân tử Gliala có 3 nguyên tử oxy, 2 liên kết NHCO, 2O cộng với lại một nhóm CH, 4O, sai tiếp. Dung dịch protein phản ứng màu biure, đúng, D, 162, ý D. 160 á. À, ancol metilic, sorry các em, thầy đọc nhầm thầy ancol ethylic, đúng rồi, 160, ý A, thank you em. Vừa nãy thầy đọc nhanh quá, thầy đọc nhầm đấy, đúng rồi, ok ạ.
163. Thank you các bạn. Thank you. Cảm ơn các em. Rồi. 163. Tinh thể cho ra đến x không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, x có nhiều trong quả nho chín, vậy x nó là glucose. Khử chất x bằng H2 thu được chất hữu cơ y, y là sorbitol. A. 164. Nước đá khô, CO2. 165. Số phát biểu đúng, xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục. Đúng, chính xác. Nhỏ Y2 vào lát cắt quả chuối xanh xuất hiện xanh tím. Xanh tím. Đúng. Y2 vào chuối xanh có tinh bột mà. Nhá, tinh bột thì nó làm cho màu xanh tím. Được chưa? Ok ạ. Nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên là do sự đông tụ protein. Đúng. ST mùi thơm dùng là chất tạo hương công nghiệp thực phẩm. Đúng. Vải ni lông 66 kém bề trong nước có xà phòng có tính kiềm. Đúng. Vậy 165 chúng ta tất cả đều đúng. 5 cái đúng. C. 165 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, tất cả đều đúng. 166. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ tằm không được, là tự nhiên rồi. Viscoacetate là bán tổng hợp rồi. Ni lông 66. 167. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Saccharose. 168. Amino acid aminoacetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thì nó tác dụng được với HCl. 169. Công thức của acid stearic là C17H35COHC. 170. Este nào sau đây tác dụng bên áo mắt thu được alkonetilic? Đấy, bây giờ mới alkonetilic đây. A. 171. Đưa que diêm đang cháy vào một ống nghiệm để que diêm tắt và NaHCO3, vậy thì khả năng cao nó phải là một thằng axit rồi. Đúng chưa? Phải là một thằng axit rồi. Đúng không? Vậy là thằng axit phản ứng thì nó chỉ có thể là axit acetic tác dụng với NaHCO3 thì sinh ra khí là khí CO2, dẫn đến que diêm đang cháy bị tắt. 172. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, có nhiều trong cây mía và củ cải đường, vậy X của chúng ta nó phải là saccharose. Được chưa? X được chuyển hóa thành chất Y dùng để trắng gương cho đồ trích, vậy nó phải là glucose. Đáp án đúng đáp án gì? 173. Phát biểu nào sau đây là đúng? Polymethyl mesagrat được chứa phản ứng trùng hợp. Đúng. Đúng luôn. 174. Phát biểu nào sau đây là đúng? Alanin là hợp chất tính lượng tính. Đúng luôn. 174A. Ui, toàn mấy câu đúng ở bên trên. 175. Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào? Ngâm trong dầu hỏa. Ngâm trong dầu hỏa bởi vì Na nó tác dụng với nước, nó tác dụng với cả O2 trong không khí. Chất nào sau đây thuộc polysaccharide cellulose? 177. Etinamin tác dụng với chất nào sau đây trong dịch? Thì thằng này có tính bazơ này, tác dụng với HCl. 178. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? 178 ạ. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Thì tơ tổng hợp của chúng ta đó là tơ nào? Tổng hợp là gì ạ? Tơ capron nhá. 179. Tristearin C17H33H35CO, tất cả 3 lần C3H5. 180. Thủy phân tristearin trong môi trường axit thì ta thu được C17H35COOH và glycerol. 181. Vài giọt COS4 NaOH thì thu được kết tủa COH 2 lần. Tiếp vài giọt X thì thu được màu xanh lam, vậy thì nó phải tạo thành dung dịch. Đây là dung dịch phức, đúng không? Màu xanh lam dung dịch phức. Không thể nhá. Glycerol là tạo thành phức này, xác tạo thành phức này, ethylene glycol tạo phức này, vậy chỉ có gì? Ethanol. 182. Phát biểu nào sau đây là đúng? 182. Phát biểu nào sau đây là đúng? Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai. Polyacrylon nới nitrin được điều chế phản trùng ưng. Sai. Trùng hợp. Polybutadiene được dùng để sản xuất cao su buna. Đúng. Đúng là C. 183. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phân tử acid của glutamic có hai nguyên tử oxy. Sai. Có hai nhóm CH4. Anilin tác dụng nước boron tạo kết tủa. Đúng. Đúng là B. Được chưa? 184. X là chất dinh dưỡng. 184. X là chất dinh dưỡng. 184 nào, khẩn trương nào các em. Khẩn trương nhanh tay. 184 đáp án gì ạ? Chất X là chất dinh dưỡng được dùng làm thuốc tăng lực cho người già. Vậy X của chúng ta chắc chắn là glucose. Nhá. Y là nguyên liệu làm bánh kẹo nước giải khát. Được sản X được điều chế thủy phân chất Y. Vậy Y chỉ có thể là gì ạ? Trong công nghiệp nhá. Y là gì ạ? Saccharose. Nhá. Chứ không ai dùng sen để làm nguyên liệu làm bánh kẹo nước giải khát cả. 185. Este tác dụng đá hoạt thu được natri format thì là D. 186. Sac là một disaccharide. Vậy công thức phân tử của sac là C. 187. Trùng hợp vinin clorua thu được polyvinin clorua. 188. Sục acetylen và AgNO3 trong NO3 thì thu được kết tủa màu vàng nhạt. 189. Tên gọi của anh này thì nó là anhydride acetic C. 190. Số đồng phân este ứng công thức phân tử C3SO2 đó là A26. 191. Số chất phản ứng với NaOH trong dịch phenylamine clorua alanin gliala 3 chảo D. 192. Z nước brom tạo kết tủa trắng.
bỏ ethyl format, bỏ acid glue, aniline vào AgNO3 trong NO3 tạo kết tủa bạc. Phenin ethyl format không thể acid glutamic được, đáp án B. 193, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 193, phát biểu nào sau đây là đúng? Comment thật nhanh các em nhé, phải thật nhanh. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các amin đều không độc. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm, sai. Tất cả các amin đều quỳ tím chuyển ẩm, chuyển thành màu xanh, sai tiếp. Rửa sạch ống nghiệm bẩn anilin dùng dung dịch HCl, đúng. 194, một hóa chất hữu cơ X do con người sản xuất đứng đầu về sản lượng, X được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách đun ethanol, acid sulfuric đậm đặc thì nó chỉ có thể là ethylene. 195, chất béo là triete của acid béo với glycerol. 196, công thức phân tử của metan CH4. 197, số mol 3,7 chia 74 bằng 0,05. Và NH vừa đủ cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mg muối khan. Muối khan là HCOONa. Số mol là 0,05. 0,05 mà nhân 68 thì bằng 3,4. Đáp án đúng đáp án B. Câu 197, đáp án đúng của chúng ta là đáp án 197 ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Các bạn bấm máy tính xem đúng không? Thầy nhầm liều đấy. 198. Số phát biểu đúng là ở nhiệt độ thường đã bảo là ráp hóa mà. Ráp á. Hôm nay là ráp hóa học cái gì nữa. Các bạn vào các bạn nghe ráp mà. Được chưa? Đấy, các bạn thấy không? Đi thi mà chúng ta làm với tốc độ như vậy thì mình đi chiến thắng được. Anh Bùi Đức Anh, thủ khoa khối B năm 2022 là học sinh của thầy mình. Anh ấy làm 32 câu đầu chỉ trong vòng 15 phút. Nhá. Câu 198 ạ. Câu 198. Đâu vẫn đang like đấy. Đó. 198 cho các hiểu sau. Ở nhiệt độ thường siêu hóa lần tan được trong dịch glycerol. Em lấy cho anh mượn cái cục sạc pin đa năng, chứ con điện thoại này sắp sập nguồn rồi. Với lại cái dây sạc ở bên trong cái túi mang về, túi màu xanh trong cái hộp. Like kinh quá các em ạ, like cháy quá. Nay thì đi mượn điện thoại like đây, điện thoại thấy pin không đủ. Cần lắm một cái tim, cần lắm một tim để cổ vũ cho con điện thoại của thầy đi mượn. Không. Mega like kinh quá, điện thoại sập nguồn. Hiện tại điện thoại giờ còn có 10% thôi. Các bạn comment đáp án đi. 198 ạ. Chúng ta chỉ còn 50 câu nữa thôi. Kinh không? Thế mà chúng ta chỉ còn 50 câu nữa thôi ạ. Điện thoại sắp sập nguồn. Cảm ơn cay có nha. Thầy like ở trên tất cả các nền tảng mà. Nền tảng nào cũng có mặt thầy hết. Không nền tảng nào này là không có nền tảng này. Rồi cảm ơn Hà Vi, cảm ơn Thùy Trang. Trong cái hộp với thầy. Đây hả? À, cho anh xin cái dây. Sáng nào cũng lại. Dây này sao cắm được vào con điện thoại này? Dây này dây sạc, con này sạc bằng dây nào? Sáng nào thầy cũng lại lúc 5:15 các em nhá. Sáng nào thầy cũng lại lúc 5:15. Đấy, bây giờ phải cắm sạc. Rồi đã có sạc. Sống. Chiến đấu tiếp các em nhá. Cảm ơn Thùy Trang nhá. Hãy cắm cả sạc điện thoại luôn. Thế này mà không share cho thầy thì buồn lắm nhỉ. Nhưng ủng hộ thầy mình nhá. Sáng nào cũng 5:15 sáng. Dậy học sáng sớm. Chiến đấu hết mình. 5:15. Sáng mai sớm hơn đấy. Chiến đấu nào. Cảm ơn Hà Vi nhá. Này đẹp dài đấy, vẫn đẹp dài mà. 198. Số phát biểu đúng. Ở nhiệt độ thường làm miếng nước đã. Làm miếng nước đã, hít nốt 250 cầu. Ở nhiệt độ thường A, B, C, D, D, F, G ta bị lạc giọng. Ở nhiệt độ thường siêu hóa lần tan ở trong dịch glycerol, đúng. Ở nhiệt độ thường CH4 phản ứng nước brom, đúng. Đốt cháy hoàn toàn CH3, CO, CH3 được số mol CO2 bằng số mol nước, đúng.
Glycine phản ứng với dung dịch NaOH đúng. Vậy ta sẽ có, hình như uống nước xong viết đẹp lên các em ạ. Vậy ta sẽ có là 4 phát biểu đúng. B. 198 đáp án chính xác của chúng ta, đó là đáp án B. 199, chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? 199 ạ. Chất nào sau đây là amin bậc 1 ạ? Đúng rồi, sáng nào 5 giờ 15 phút. Không sáng nào không cả, các bạn phải đặt follow xem trước đi. Amin bậc 1 ạ. C. Câu 200 ạ. Yes. Còn 1 phần 10 thôi. Chinh phục thử thách. Hôm nay thầy Vinh like 500 câu, chúng ta còn 50 câu thôi. Lúc này đứa nào bảo like đến tận 12 giờ mới xong. Lúc này đứa nào bảo là like đến tận 12 giờ mới xong. Đứa nào bảo thầy Vinh là like đến tận 12 giờ mới xong đâu rồi. Ai dám bảo thầy Vinh là like đến tận 12 giờ mới xong. Đấy. Làm phải như thế. Đúng không em? Team thầy Vinh chiến thắng nhá. 200 ạ. Ơ thầy bảo là hôm nay rap rồi thế. Bảo hôm nay rap hoa học đấy. 200 ạ. Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Axit C. 201, cho CH3 CHO phản ứng với H2 thì thu được C2H5OH. B. 202, chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit acetic thì CU không phản ứng nhỉ? CU không sao phản ứng được. 203, quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer thành phân tử lớn polymer đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác. Giải phóng phân tử nhỏ khác, vậy nó là chống ngưng. 204, đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm chứa N2? N2 là protein, trong đấy có N. 204, đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm chứa N2? Protein. Câu này bị lặp. Câu 205, chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit thì nó là mono. D. 206, amino acid chứa một nhóm NH2, một nhóm CH. Y là este của X, phân tử khối của Y là 89. Công thức XY. Thế thì nó là 89, thì bây giờ mình bấm máy tính là mình biết thôi. Đúng không? Anh này 89 này. Anh này không phải 89. Đúng không? Anh này 89 không? Không. Anh này mới là 89 chứ. Đây ạ. Anh này mới 89 nhỉ. Yeah. Đây là este. Thế thì amino acid đi từ anh này, bấm chỗ này thử đúng không? Bấm máy tính nào, bấm máy tính, cái này phải bấm máy tính thử. Thử cho nhanh. Anh D nhá. 14 cộng 2 là 16 này. Cộng với lại CH2 là 14 này. Cộng với lại CO là 44 này. Cộng CH3 là 15 này. Bằng này, 89 đúng rồi. Đấy, ấm luôn, đáp án đúng, đáp án D. Ấm áp luôn nhá. Quá ấm áp luôn các em. Ok ạ. Câu 205, chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Không thủy phân trong môi trường axit là glucose. Các em biết không? Để đạt được một cái buổi mega live như hôm nay á, thầy Minh và team của thầy Minh đã nỗ lực hết sức. Các em biết không, sáng ngày hôm nay thầy họp, chiều nay thầy dạy lớp offline từ 2 giờ đến 4 giờ một lớp, từ 4 giờ đến 6 giờ một lớp, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 một lớp. Tổng cộng dạy 3 ca off. Và có nghĩa là thầy Minh nói liên tục từ 2 giờ chiều đến giờ, chưa kể buổi sáng họp. Và để được, nhưng công sức của thầy, nếu chỉ có một mình thầy thì không thể hoàn thành cái buổi live này được. Thầy Minh xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới anh Bùi Đức Anh, trợ giảng của thầy Minh. Anh ấy đã cắt, và team trợ giảng của thầy Minh đã cắt cho thầy Minh 500 câu này vào bên trong cái máy này để thầy có thể live cùng các em. Đấy. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vợ thầy, người chuyên rót nước cho thầy và cho thầy mượn điện thoại. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới con trai thầy. Con trai thầy vẫn đang ở trong bụng, nhưng mà nó phải thức để nó học hóa cùng với thầy. Đấy, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá. Câu 206. Câu 206 ạ. Làm gì có tiền? Đứa nào hỏi này. Đức Đạt. Chiêu Đức Đạt đấy. Câu 206 ạ. Em nhìn xem dạy này thầy có bán khoa học đâu. Thầy giáo giỏi lắm. Ok ạ. Câu 206. Nếu mà muốn giàu thì dạy thì đừng dạy free, chứ phải dạy thu học phí, chứ thầy có dạy thu học phí đâu. Nào, ta có 206. 206 trùng với sao nhỉ? 206 bị trùng đúng không các em? XY này. Ta đúng đáp án gì? 207. 207 này. Ta có các chất XYZT, Q lần lượt là, mình nhìn từ đáy nhá. Đi từ đáy xã hội lên. Q này, quỳ tím không đổi màu này. Có kết tủa AG này. CO2 lần không tan này. Không kết tủa với nước brom này. Thằng này được đấy nhỉ. Đúng chưa?
Thằng metanol không có kết tổ bạc. Anifromic được, acetanid cũng được. Vậy loại được mỗi thằng metanol thôi. Thằng T quỳ tím không đổi màu. T quỳ tím không đổi màu. Agno3 không có kết tủa. Vậy bỏ ngay anifromic đi. Đúng chưa? Vậy bỏ C rồi. Bọn etanol này đều được, metanol đều được nhỉ. CH lần không tan không kết tủa. Nào Z không đổi màu, không có kết tủa, dung dịch xanh lam. À đây Z tạo dung dịch xanh lam với CH lần. Thằng Z tạo dung dịch ethylene glycol được, glycerol được. Acetaldehyde bỏ, vậy chỉ còn AB thôi, loại vòng gửi xe rồi. Bây giờ xem nào. X không kết tủa, CH hai lần không tan, vậy bỏ ngay glycerol, nước brom kết tủa trắng, vậy đáp án đúng đáp án B. Đáp án đúng đáp án B. Đấy, các bạn biết không? Các bạn biết tại sao mà thầy lại có một cái nguồn năng lượng to lớn đấy để giúp đỡ các bạn không? Tại vì là 2K6 năm nay là năm cuối cùng của sách giáo khoa cũ. Và thầy Minh muốn dùng cái sức của thầy Minh để độ cho tất cả các bạn 2K6 chiến thắng trong kỳ thi năm nay nhá. Yên tâm, sáng nào cũng dậy sớm cùng thầy, thầy sẽ sát cánh bên cạnh các em từ ngày hôm nay đến ngày các em thi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều lần. Câu tiếp theo 209, 208. Isoaminacetat, mở tem 199, công thức của nó. Isoaminacetat, đây xem nào, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi đấy, isoaminacetat, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 209, chất nào xoay được disaccharide, saccharose nhá. Disaccharide, saccharose. Saccharose. 210, công thức hóa học của polyethylene. Polyethylene, đáp án C. 210, hai chất AB lần lượt là thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được monosaccharide A. Vậy A của chúng ta là glucose. Hiro hóa A thì thu được sorbitol A. 212, isoaminacetat tại ETM 19, công thức của nó. Isoaminacetat vừa viết xong đấy. Rồi thì vẽ ra nhé, thầy vẽ ra để đếm cho xịn. CH3COO này, C1234C, 1234567, C7. Được chưa? Thế nó đáp án là gì ạ? 12345 C ạ. 213. 213 kèm nhá. 213. Polyvinyl chlorua được điều chế từ phản ứng trùng hợp vinyl chlorua B. 214. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide mạch khẩu X thu được Gly2 này, Ala2 này, Va này. Thủy phân không hoàn toàn X. Trong đó chắc chắn có Gly, Ala, Va. Vậy mình còn Gly đứng riêng, Ala đứng riêng, 3 giai thừa. Vậy ta sẽ có 6. 215, dung dịch Alava phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Thì thằng này nó có liên kết NaCO kém bền nên nó thủy phân ở trong môi trường axit D. D ạ. Câu 216, hợp chất hữu cơ X với dung dịch Na, đây, C5H11O2N trong NaOH thu được C2H4O2N Na và chất hữu cơ Y. 5 này trừ đi 2 thì còn 3. H11 cộng 1 H12, 12 trừ 4 thì còn H8. O2 cộng 1 là O3, O3 trừ 2 còn O. N hết rồi, C3H8O. C3H8O mà bây giờ đề bài bảo là cho đi qua cái gì đây? Cho đi qua CuO thu được chất hữu cơ Z có phản ứng tráng gương. Đấy, CuO tráng gương, vậy thì chắc chắn thằng này nó phải là thằng ancol. C3H7 OH. Được chưa? C3H7 OH. Vậy suy ra cái anh muối này nó phải là gì ạ? CH2 này, COONA này, NH2. Chuẩn chưa? C2H4O2NA. Vậy suy ra anh Y của chúng ta nó phải có dạng là gì ạ? CH2 này, NH2 này, COO này, C3H7. Được chưa? Và ta chỉ có một anh thỏa mãn đó thôi. Đó là đáp án đúng là đáp án C. 216, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Kèm nhá. 216 ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 217. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng: thủy phân triolin thu được ethylene glycol, sai glycerol. Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme, đúng. Thủy phân vinyl format thu được hai sản phẩm đều phản ứng trắng bạc, đúng. Trùng ngưng epsilon amino capric thu được polycapromide, đúng. Chỉ dùng quỳ tím, alanin không đổi màu, lysine màu xanh, axit glutamic màu đỏ, đúng. Phenylamin tanit trong nước nhưng tan tốt trong dịch HCl, đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái. Đáp án đúng đáp án A, 5 cái. Ấm áp chưa?
27, đáp án đúng A. 28, cách bảo quản thực phẩm thịt cá bằng cách nào sau đây được xem là an toàn? Điên mà dùng phóc môn, nước đá và nước đá khô nhá. C. 29, cho dịch albumin tác dụng C hóa 2 lần thì tạo thành màu gì? Màu tím nhá. 20, chất X là chất rắn màu trắng không tan trong nước, dạng nguyên chất hay gần nguyên chất, thành sợi tơ giấy viết thì X là cellulose. 21, chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide thì nó là tinh bột. 22, metinamin phản ứng được với dung dịch nào sau đây thì metinamin nó có tính bazơ nên nó sẽ phản ứng với thằng axit. C. 223, este nào sau đây là etenol đơn trước mạch hở thì nó là đáp án C. 224, dung dịch chứa chất nào sau đây nào, 224 dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím, không làm đổi màu quỳ tím là axit amino acetic, thằng này nó là glycine đúng không? Mình còn 25 câu nữa thôi các em, 25 câu cuối cùng. Comment mạnh mẽ lên các em, chúng ta chỉ còn 25 câu cuối cùng. Thầy trò chúng ta đã đứng ở đây với nhau, chiến đấu với nhau cho đến giờ phút này, 25 câu cuối cùng. Loại tơ nào sau đây nguồn gốc từ sen thì nó là gì ạ? Visco đi từ cellulose, nhúng vào dung dịch CH2 nhá. Chất nào sau đây tính lưỡng tính? Lưỡng tính là gì ạ? Valin. Valin thì nó tạp chất có nhóm COH và nhóm NH2 nên nó có tính lưỡng tính. Ở map nhá. Nốt nào, nốt những câu cuối cùng nào các em. 227, số polymer có cấu trúc mạch không phân nhánh. Ethylene là 1, vinyl chloride là 2, cao su lưu hóa là không gian, nylon 66 là 3, peptide polypectin là phân nhánh. Cellulose 1 2 3 4. D. 228. Cho các chất sau, số chất phản ứng với cao hát. Phenylammonium chloride là 1, aniline 0, glycine 2, ancol benzylic 0, metinacetat 3. 3 đáp án đúng là đáp án D. 227 ý D. Và 228 cũng D. 229. Chất không thủy phân trong môi trường axit là glucose, monosaccharide kèm nhá. 230, chất X có cấu tạo, tên gọi của X là chất X có cấu tạo metin propionate B. 231, thủy phân hoàn toàn disaccharide A, thu được 2 monosaccharide XY, vậy A chắc chắn là saccharose. Hydro hóa XY đều thu được chất hữu cơ Z, vậy Z là sorbitol. D. 232, một mol X tác dụng tối đa một mol BR2, vậy nó chỉ có thể là ethylene. 233, anhít nào sau đây trắng gương hoàn toàn, một mol sinh ra 4 bạc thì nó chỉ có thể là hắt chó. 234, hydrocarbon nào tạo kết tủa màu vàng khi tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì nó phải có liên kết 3 đúng không? Đây là IG này, thằng này có liên kết 3 này, thằng này bị lỗi hiển thị. 235, ancol nào sau đây khả năng tạo phức với COH 2 lần thì nó có OH đặc kể. C. 236, trong số các chất sau. Hai phần ráp nốt 30 câu. Đây đang ráp đây, đang ráp đây. Đang ráp đây, thầy đang ráp đây. Không thấy á? Đây đây đây, được chưa? Đây 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 đây, thầy đang ráp đây rồi. Ok nhá. Nào, 236. 236 ạ. 236 ạ. Trong số các chất sau có bao nhiêu chất mà bằng tối đa 2 phản ứng có thể điều chế được axit etanoic? Úi dồi ôi, câu này quá hay luôn. 236 cực kỳ hay. Glucose được, etanolic là CH3COH nhá. Methanol được. Methanol được đấy. Methanol được, ethanol được, etanan được, butan được, eten được, etin được, 7 cái. C. 27, polymer nào sau đây đốt cháy cho số mol CO2 bằng số mol nước? Polyethylene, nó đi từ ethylene. 238. Có bao nhiêu nhận xét đúng? Amino acid chất rắn vị hơi ngọt đúng. Protein phản ứng màu với biure đúng. Protein đơn giản nên protein chỉ tạo bởi từ các gốc alpha amino acid đúng. Liên kết CONH giữa các amino acid là liên kết peptide. Sai, phản ứng giữa các alpha amino acid. 3 phát biểu đúng. 238, ta có 3 phát biểu đúng. B. 239. 239 các em ơi. Khẩn trương comment thật nhanh nào các em. 239, carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide glucose. 240, 10 câu nữa, 10 câu cuối cùng ạ. 10 câu cuối cùng, axit nào sau đây axit béo? Axit stearic. 241, chất nào sau đây là ethanol đơn chức mạch hở? Đáp án A. 242, phát biểu nào sau đây là đúng? Trong peptide chỉ có các gốc alpha amino acid liên kết với nhau bằng liên kết peptide. Câu này hơi tối nghĩa. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biure, sai. Một dipeptide, thằng này sai, dipeptide phải tạo từ các gốc alpha amino acid.
thì phân hoàn toàn peptide trong dịch HCl sẽ thu được muối của beta là sai. Vậy IA đúng. 243. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím ngả màu xanh? B. D đúng không? Anh D. Anh này là amin. 244. Etin acetate bị thủy phân trong NaOH thì thu được CH3CONa. 245. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu? 245. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu? Không làm quỳ đổi màu nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? C. Số nhóm N2 bằng số nhóm CH. 4 câu cuối cùng. 246. Chất nào sau đây chất điện lý yếu? Acid yếu. 247. Chất nào sau đây phản ứng trắng bạc? Glucose. 248. Chất nào sau đây không có nitơ? Polyvinyl chlorua. Nó chỉ có CH và CL. 249. C36 tác dụng với NaOH thu được CH3CONa. Vậy C36 là CH3COOCH3. Đúng chưa? Đáp án đúng là đáp án C. 250. Câu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, câu cuối cùng trong Mega Live ngày hôm nay. Để thực hiện được cái live này thì mình rất cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới team trợ lý, tới team gia đình của thầy Minh đã ủng hộ thầy Minh hết lòng để thầy có được cái buổi live ngày hôm nay, Mega Live ngày hôm nay. Nhưng hơn hết thì mình muốn gửi cái lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi cái buổi live này của thầy Minh. Chốt câu cuối cùng đã. Cho các chất, số chất vừa tác dụng với HCl, tác dụng NaOH, Al có, AlOH 3 lần có, CH2 lần không, KCO3 có, 3 cháu, đáp án B. Chúng ta vừa chiến đấu xong. Câu cuối cùng các em ạ. Thầy trò chúng ta vừa chiến đấu xong. Câu cuối cùng. Và thầy Minh rất rất cảm ơn tất cả các bạn và các em. Thầy Minh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các bạn và các em. Đấy. Đã tham gia buổi live này của cùng thầy Minh. Các bạn yên tâm rằng, các bạn yên tâm rằng, đấy các em nhìn này, tóc của thầy này nó bị xù hết rồi. Xong 500 câu là chúng ta đã xong hầu hết. Và các em ạ, cái việc mà thực hiện cái buổi live này á, là thầy Minh đã muốn thực hiện từ lâu. Để thầy Minh muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em 2K6. Làm sao mà các bạn và các em học thật giỏi. Và năm nay là năm cuối rồi, chúng ta cố gắng hết sức ở bên nhau để chúng ta đạt được điểm cao trong cái kỳ thi sắp tới nhá. Thầy cảm ơn Trang Ngân. Ôi, Trang Ngân xin đấy. Cảm ơn Kim Ngân, cảm ơn Phạm Hồng Phúc. Năm nay năm cuối rồi, thầy Minh mong muốn rằng tất cả các bạn và các em, chúng ta chỉ còn có 20 ngày nữa thôi, 19 ngày nữa. Thầy cùng với các em cố gắng phấn đấu hết sức, chiến đấu để chiến thắng cho kỳ thi năm nay, để làm sao cho tất cả các bạn và các em thi đỗ vào nguyện vọng 1. Nên thầy Minh có tổ chức cái buổi live sáng sớm. Thầy Minh bây giờ không bán bất kỳ một khóa học nào nữa, không bán bất kỳ một khóa học nào cho 2K6 nữa. Không có một khóa học nào luôn. Bạn nào đăng ký 2K6 cũng không có khóa học luôn. Nhưng thầy Minh muốn nói một điều rằng thầy luôn ở bên cạnh 2K6. Và sáng sớm nào thầy Minh cũng sẽ dậy sớm cùng các em chiến đấu các công lý thuyết từ 5 giờ 15 phút sáng. Ngày mai là ngày thứ 23 liên tiếp thầy Minh dậy sáng sớm của các em. Các em có thể follow thầy trên mọi nền tảng với nick Facebook, với nick là thầy Minh Mialin. Hóa học. Để có thể theo dõi thầy Minh. Tất cả các video coi lại, các bạn có thể coi lại ở trên channel, channel của thầy Minh. Thầy Minh Mialin. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bạn và các em. File cũng ở trên thầy Minh Mialin Hóa học nhá. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhá. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại, bye bye. Chúc ngủ ngon nhé.